Ôi, ăn bẩm mệnh chua quá. Hello các chị. Ôi, sợ quá em đã... Em đang buồn ngủ quá ấy. Ăn bẩm mệnh mà cho tỉnh ngủ chua dãi này. Xuống nhà định đi ngủ rồi nhưng mà không được. Phải lên đây các mấy chị đẹp tí không phải là bán hàng tí đã không nhiều mẫu quá rồi. Các chị vào like chia sẻ của em mới nhá. Hello chị Tuyến nhá. Hello, hello Hà Phương Nhung nhá. Các chị chấm vào bài về chia sẻ like của em với. Ôi dồi ôi, vừa đi bắt gà về Nhung ạ. À. Ôi dồi ôi chết cười. Có mấy con gà con đấy. Xong rồi là bảo là xuống để xong là mặc váy ra vườn mẹ váy mắc cả vào 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 cầm rào chết cười đi đuổi gà xong về tắm xong rồi lên đây bắt nhốt gà vào mai thịt ăn dần thôi bảo là gà làm sao cái gì đấy mấy con gà đi ấp lang về đấy thì bảo là bắt xong rồi là cho vào cái cũi của chó đấy để nuôi sợ là mẹ nó dẫn thì chết hết. Thế xong rồi bắt bắt được mấy con thì về thì thả vào trong cái lồng thì nó lại chui con mẹ ra ngoài hết. Mặc váy đuổi gà mẹ, rách cả váy. Chết cười thôi. Bắt được mỗi mấy con gà to, còn gà con chạy loang quang hết mà anh Quân đang đi tìm kìa. Nó chạy nó chui hết vào chỗ gỗ. Nhục thật đấy các chị ạ, chị Dung Nguyễn, chị Thanh Nga Khổng. Thế là đã bảo là em bận quá nuôi được mấy con gà. Thế là nuôi nuôi được mấy con gà thế là nó đi ấp lang hết những con gà mẹ nó đi đẻ xong nó đi ấp lang hết ở trên đồi mới ở đâu ấy thế là bà nội bảo này chứ ơ sao gà nhà con đợt này đi đâu hết rồi mà quang thế thế là con dâu thì lại bảo là có em thì lại bảo là cái gì nhỉ à, con cũng chẳng biết được đợt này con chẳng bận con chẳng chăn nữa không biết là nhân viên nó chăn nó vẫn ở đấy thôi mà thế là vẫn thấy tưởng gà còn ở đấy thế là lúc nhìn ra thì thấy quang hết chuồng gà đi. Thế bảo ô thế chết rồi không biết là gà nhà mình thịt kiểu gì hay là trộm nó bắt mất hay kiểu gì mà lại còn ít thế. Thế là thôi nó đi ấp nó đẻ lang nó tự ấp nó dẫn gà về. Không có con nào nhổ vào váy à bẩn hết vừa đi tối xong. Chết tôi bận quá gà đẻ xong rồi tự dẫn con về đấy các chị ạ. Ơ mà buồn cười nhỉ đợt vừa rồi mưa nhiều thế mà gà ấp trên đồi mà không bị thối nhá. Nhỉ? Hay là vẫn thối nhưng mà nó ấp nhiều nhưng mà nó vẫn được. Thế là dẫn mấy đàn gà về. Lúc nhìn gà mẹ thì chả thấy đâu. Lúc nó dẫn gà con về. Thế là bảo là sợ con mẹ nó dẫn thì là nó chết. Thế là bắt hết hai ổ gà đấy cho vào trong cái lồng chó. Thế là vừa mới thả vào phát thì nó bé quá nó chui hết qua cái kẽ. Thế là cứ loang quang đi đuổi gà từ tối đến giờ. Em bẩn hết cả quần áo vừa về đấy. Vừa đi tắm xong lên đây muộn. Nhục thật đấy cơ. Mai bắt hết thịt rồi. Bận quá thì các chị cứ tưởng em à. Chả để ý gì đến cả gà cái nhân viên cho gà ăn thì không không cho uống nước nhân viên nhung thì cả gà mà mấy hôm vừa rồi nó không mưa thì chắc chết khát hết rồi chịu luôn mai thì một con gà trống để nấu đông con gà trống già đấy để nấu đông có kẹo giảm cân có chị Hương Hoàng ơi còn đấy kẹo giảm cân còn cái con gà phải nuôi 2 năm rồi đấy các chị ạ cái con gà trống như em ấy phải 2 năm rồi ui dồi ôi vừa nãy bắt ra cái cựa nó dài. Con gà trống nó gì nhờ nó đi ở lang ở bên nhà bà thế là vừa xong đi bắt về nhốt hết vào lồng mai thịt 2 con ăn dần đi thức ăn thì đắt xong trong cái đấy là ăn thịt thì chẳng đảm bảo gà thì gà ngon xong rồi hôm qua mưa là cứ tưởng trộm nó vào nó ăn trộm hết khổ thật đấy hôm qua ngủ dậy chả thấy con gà nào và tôi chết rồi có khi là mưa gió có khi trộm nó vào nó bắt gà.
Thế à, chắc quên rồi chị ơi. Thế à, sao lại cho số điện thoại rồi không gọi lại? Chị cho em lại xin lại số đi. Cho em xin lại số đi. Chị đặt cái gì? Chị vừa nhận áo rồi đẹp à? Em cảm ơn chị. Chị Lương Hoàng ơi, đặt cái gì em mà bảo không gọi? Kẹo giảm cân em còn chị ơi. Khổ thân. Các chị em lên muộn thế. Em vừa đã bảo vừa đi bắt gà về bị bẩn hết váy rồi. Vừa mới tắm xong. Khổ lắm cơ. Mặc váy ra vườn may gà tối chứ nếu gà ban ngày chắc nó mổ chết. Nó mổ chết. Không kịp trang điểm cho nước gì luôn ấy. Các chị đánh kim. Im im. Các chị đợi thì không thấy nhà em gọi cái gì thì các chị để lại số điện thoại cho em mai em gọi lại cho. Chắc là các bạn ấy sót đơn các chị hoặc là các chị kiểu như là nhiều chị comment số điện thoại kiểu sai ấy hoặc là sai trong nhà em gọi không được ấy. Các chị đánh cái son bằng cái bút này này. Nó gì nhỉ? Nó môi đẹp hơn. Các chị ạ. Mua cái bút này mà đánh son môi ấy, nó không bị lem mà nó chắc son. Chứ các chị đừng cầm cái cây son này mà đánh nhá. Đừng cầm cây son này mà quệt vào môi ấy, nó vừa bị dày môi mà nó lại vừa bị không nét viền. Đấy các chị mua cây bút này này nhá. Cây bút này này. Áo kẻ em đang mặc áo hai màu đấy chị Giang ơi. Chị Giang Đặng ơi. Có hai màu. Đấy. Đây này các chị căng môi ra đánh nó mỏng vừa mỏng môi mà nó lại vừa 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 nét khuôn. Đấy đừng cầm cây son này mà đánh nhá. Đừng cầm cây son đánh, mua cái bút này. Các chị thích tạo khuôn trái tim cũng được. Môi dày thì đánh nguyên lòng thôi. Nó không bị lem ra ngoài. Nhòe quá thế á. Mạng kém mà các chị. Các chị có xem được không? Các chị vào like chia sẻ hộ em mới nhá. Đã bảo em gan bị ba đi bắt gà về muộn cho nên lên hơi muộn nó quá giờ. Chết rồi. Nhòe á chị để em xem nào. Làm gì nhòe chị nét mà các chị có xem được không các chị? Các chị có xem được không? Cho em xin mỗi chị mình một vài lượt chia sẻ để nó không bị ẩn comment nhỉ? Các chị nhá, các chị có nhìn thấy em không? Cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ với. Em thấy ok đây đây. Có máy nào hay là bên này? Em đang like ba máy. Có các chị có nào chị nào không nhìn thấy em không? Nét đúng không? Em thấy máy bên này nét này. Bên này. Ok mà. Mạng trưa nay nó mới chập chờn tối nay khả năng ok hơn. Cái áo này em mặc thích này các chị này. Nó nhẹ lắm, cái chất này của nó mềm nhá, không phải cái chất thô cứng nóng đâu. Cái kẻ này của em sướng đấy. Chị Giang ạ, à. Chị Giang Đặng ạ. À. Ok đúng không ạ? À? Chị Trần Hoa ạ, à. Chị Nguyễn Hạnh ạ. À. Chị Luyến xem được rồi đúng không? Con này xinh dã man luôn đấy chị ạ. À. Chị Giang Đặng Thị ơi, con da con này của ai em có hai màu. Chị Nam Phương em xin chào ạ. Con này là VIP 8, à cái gì nhỉ? V à, A8. A8. Áo của em đang mặc có hai màu. Ok ạ, các chị mình chia sẻ mời bạn bè hộ em nhé. Vâng ạ, chị Vinh Đông, Trần Quý em xin chào. Hello tất cả các chị đẹp nhà mình. Đấy. Vào like chia sẻ hộ em nhé. Hai màu đẹp dã man luôn, chất nó mềm mặc sướng lắm. Nó thoải mái lắm, không bị lộ bụng ngồi thoải mái này. Chị Yến Minh em chào chị nhá. Đây này, ngồi nó không bị kiểu như là nó gấp gấp khúc vào ấy. Cái chất vải nó mềm, nó không bị nóng. Chất vải này mềm, không bị nóng đâu. Đẹp lắm, hàng vừa em vừa về đấy. Xinh ơi là xinh luôn, 180 chị ơi, 63 cân thoải mái vừa. 40 63 cân chốt cho em A8. Áo A8 hai màu chị này. Hai màu. Đẹp lắm. Con này bây giờ đang bị còn size to đây này. Màu nâu mới ghi. Màu ghi. Áo chị mặc sơ vin thôi thả đẹp chứ. Đây này. Form nó vừa đẹp dã man luôn. Form áo vừa mà. Thả ra đẹp ạ. À. Đây này, form ngắn vừa mà. Hai màu, màu nâu em cứ gọi là màu nâu với màu ghi đi. Nâu đẹp trẻ. Màu ghi này cũng rất là trẻ luôn, trẻ mặc được chung mặc xinh. Mà cái chất vải này không phải là chất nóng mà cứng đâu, em sợ lắm. Em nói thật với các chị là
những cái loại mà nói thật là kể cả sơ mi em bán cho các chị mình tầm hơn 100.000, nhưng mà em cũng phải chọn chất. Đấy, cái loại sờ vào nó cứ sột soạt xong rồi là nó cứng cứng ấy, nó nóng nó khó chịu ấy, em mặc vào em đã bực rồi, làm sao mà bán cho các chị được. Em ơi, đặt hàng chiều nay chưa chốt đơn, chốt rồi mà. Chị Trần Thủy ơi, lên lại mã hàng cho em đi. Trưa nay chị đặt cái gì đấy? Lên lại mã hàng, lên lại số điện thoại giúp em đi. Các bạn gọi hết chị rồi đấy, hay là chị không nghe? Thích lắm chị ạ. À, ngồi này, không bị lộ nhá, không bị lộ bụng. A8 chị nhá, A8. Chờ em tí em buông áo ra đúng không? Con này các chị không chốt thì rất là tiếc luôn. Đấy, mai có hàng đủ các chị mình luôn con này A8. A8 kèm màu tay lỡ ạ, hơi nhún bèo ạ, rất là trẻ và đẹp. Mà em sướng cái là thấy nó thoải mái lắm. Nó mát, nó thoải mái. 46,3 cân chốt cho em A8. 180.000 đồng. 180.000, chị chốt lại mã đi. Không biết là lên like các chị nhìn có rõ cái màu kẻ không? Kẻ nâu và kẻ gì nhở? Em gọi là ghi nhá. Nâu mới ghi đi. Đấy, nâu mới ghi, nhưng mà lên like thì cái màu kẻ bao giờ nó bị hơi nhòe nhòe, nó không đẹp như ở ngoài đây. Em dơ gần cho các chị xem nó nét. Và sướng cái là mềm và không nhăn nhá. Mềm và không nhăn. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chị dùng gì mà da mặt đẹp thế à? Ok. Đấy, chị dùng serum này. Các chị muốn da mặt đẹp này, dùng serum cho em này, dùng kem đêm cho em này, dùng gì nhở? Kem chống nắng. Chị Hải Như ok, em chốt đơn rồi ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em đi nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đấy, 180.000 đồng ạ, 180. Serum kem chống nắng ban ngày. Rồi thì là gì nhở? Kem chống nắng với kem đêm nữa. Đây, serum đây. Vừa làm trắng da cho chị xem váy đi biển với á. Ủa, ôi, làm nào để xem được nhỉ? Tại vì mỗi buổi tối nay có mỗi mình em. Đấy, có váy đi biển đẹp. Đấy. Chân váy à? Rồi ok chị mình. Chị Thúy ok nhá. Mai nhà em gọi lại. Lên mã hàng kèm số điện thoại đây. Buổi tối đây các chị bôi serum này, xong rồi bôi kem đêm này. Đấy. Buổi tối thì bôi serum, xong rồi bôi kem đêm lên, vừa dưỡng trắng da, vừa hết nám ạ, vừa ngăn chặn nám tốt ạ. Đấy, 63 cân vừa chị ạ. Còn ban ngày thì các chị bôi serum rồi bôi kem chống nắng cho em. Chị Luyến Phạm ok, em chốt đơn rồi ạ. Em ơi, đặt hàng rồi mà chưa chưa nhận được ạ. Chị Vân Khánh ơi, em gửi hết rồi mà. Đầu like em nói luôn nhá các chị nhá. Đã vào like mất công xem hàng rồi, à, xem like rồi ấy thì mình đặt rõ mã cho em. Đấy, đặt rõ mã, có nghĩa là mã hàng kèm số điện thoại nhà em nhận đơn. Không đúng mã, không có số điện thoại nhà em không chốt đơn, bị sót đơn nhá. Áo này 50 tuổi mặc đẹp ạ. À, các chị mình cứ mặc được, à, các chị mình cứ thích là mặc thôi. Tại vì là gì ạ? Nó rất là dễ, sơ mi thì quá dễ rồi. Đấy, quá dễ, không hở hang gì cả. Đấy, đây ạ, ban ngày thì bôi kem chống nắng cho em nhá. Đây, em bôi kem chống nắng. Đấy, nói thật, các chị là vừa đi đuổi gà về, đang nóng toát cả mồ hôi ra. Serum thì 690 chị ạ. Cả bộ đó bao nhiêu tiền ạ? 1 triệu, à, 2 triệu 170 nghìn. Là gồm có một serum nhá. Serum thì hết làm trắng da này, hết nám này và hết nhăn này, được chưa ạ? Đấy, serum đây ạ, 690.000, hàng nhập đầu khẩu của Pháp này. Đấy, một lọ này các chị sử dụng khoảng 4 đến 5 tháng ạ, mặt em không bôi gì nhiều đâu, chỉ có như thế này thôi. Đấy, serum này, buổi tối thì em sẽ bôi kem đêm như thế này. Kem đêm của nó là có tác dụng là gì nhỉ? Làm trắng da, hết nám. Hết nám và đặc biệt nó rất là căng bóng da vì hết nhăn. Hết nhăn các chị mình nhá. Đấy, kem đêm là 1 triệu mốt ạ. Serum là 690 ạ. Rồi ạ, chị Yến Minh. Đấy, và kem chống nắng ban ngày ạ. Kem chống nắng ban ngày và gì nhỉ? Dưỡng da ban ngày nó là bao nhiêu nhỉ? 380.000 đồng, vừa dưỡng da vừa trang điểm ạ. Chị Yến Minh ok, em chốt đơn ạ. Ok chị mình nhá. Ban ngày thì các chị sẽ rửa sạch mặt buổi sáng này. Nhà em có sữa rửa mặt cho các loại da nhá, 150.000 đồng một tip ạ. Đấy, 150.000 một tip sữa rửa mặt cho các loại da. Đây ạ, da dầu, da khô, da nám, da mụn, da hỗn hợp, da gì nhà em cũng có sữa rửa mặt 150.000 đồng. Hàng gì nhỉ? Hàn Quốc. Đấy, xong rồi các chị sẽ buổi sáng thì sẽ bôi cho em một lớp kem đêm, à cái gì, một lớp serum lên. Xong rồi là các chị mình bôi cho em lan một kép tiếp kem, à, một lớp kem dưỡng chống nắng này lên. Mai gọi điện gộp đơn được ạ. À, mai chị gọi, nhưng mà chị phải ghi cái mã hàng vào nhá.
thì nhà em gọi điện thì các chị bảo đọc vanh vách luôn. Của chị có con A8, chị có con A9 hay chị có kem đêm, chị có sữa rửa mặt, chị có cái gì chị phải báo các bạn ấy. Chứ bây giờ gọi điện mà không có mã hàng là không chốt được đơn nhá. Chị nhá, xem để ý giúp em với. Đấy, ban ngày các chị bôi serum, bôi kem dưỡng này lên này, bôi kem trang điểm này lên này. Nó vừa dưỡng da, vừa chống nắng ạ, vừa bật tông ạ, che khuyết điểm cực kỳ tốt ạ. Bỏ áo ra em xem, chờ em tí. Bây giờ cái gì các chị cũng muốn mà em có mỗi hai cái mắt, hai cái tay và có mỗi một cái mồm thôi. Phải từ từ, khổ thật ý. Cứ từ từ, người thì hỏi kem, người hỏi áo. Đây ạ, sướng cái kem nhà em, chị nào đang bôi rồi. Chị nào bôi, đang bôi kem nhà em rồi sướng như nào. Được chưa ạ? Em lan làm cả ngày lẫn đêm mà da mặt vẫn đẹp đúng không? Đấy, mấy hôm nay em còn chẳng ngủ được ấy. Áo em mặc có 180 đó chị Ngát Lê ơi. 180.000 đồng này. Kem này, vừa dưỡng trắng vừa căng bóng da luôn. 380.000 một tip kem ngày. Kem chống nắng mặt ạ. Thứ nhất là chống nắng cho mùa hè mình, dưỡng da chống nắng, bật tông ạ, che khuyết điểm ạ. Và gì nhỉ? Kiềm dầu cực kỳ tốt luôn. Đấy, đối với kem chống nắng ban ngày nhà em thì đầy đủ yếu tố luôn. Sướng lắm, sướng cái nó trang điểm cho mình trắng bóng luôn. Không bờ, không bết, không gì nhỉ? Không bị lộ vân kem mồ hôi da, chỉ có mịn thôi. Đấy, mặt em là vì đi vừa đi đuổi gà về đấy, mới tắm thôi, chứ còn mặt nó còn chưa rửa đâu. Chưa rửa đâu bởi vì là rửa lại phải bôi kem nó lâu. Bôi kem thì là dán mi ấy, nó lâu. Nhục thật. Đây này. Em ơi áo mặc có 180 chị ơi, V cái gì nhỉ? A8, chị Oanh chờ em tí. Đây nhá. Ban ngày thì bôi cho em một lớp serum, xong bôi cho em một lớp kem này, cả ngày luôn. Được chưa? Cả ngày luôn là đi làm. Chờ em một tí chị mình nhá. Kẹo giảm cân đây chị này, em tư vấn nốt này. Các chị cái gì cũng muốn thì phải chờ em một tí nhá. Mỗi người một tí, nhường nhau một tí thì em tiếp tục em lại lên tư vấn tiếp. Kẹo giảm cân thì nhà em cũng đang quá là đắt hàng, bởi vì bản thân em đang là người trực tiếp sử dụng thì em thấy rất là hiệu quả luôn. Đấy, 15 ngày, 10, 20 ngày em giảm cân. Đấy, một hộp này em ăn là em xuống được 3 cân rồi. Bây giờ người em đang rất là gọn rồi, mỡ là không còn nữa đâu. Còn nhưng còn ít lắm. Đấy, đang còn ít lắm. Kẹo giảm cân là 500 một hộp như thế này. Đấy, các chị mình sử dụng một hộp kẹo giảm cân sẽ xuống từ 2 đến 3 cân là ít. Ít nhất cũng phải xuống từ 2 đến 3 cân. Đấy, có chị là một tuần đã xuống được 2 cân rưỡi rồi đấy. Chị nào mà mỡ lỏng lỏng ấy, một tuần xuống 2 cân rưỡi luôn. Đấy, mỗi một sáng ăn một viên thôi nhá. Kem 380.000 cách mở đi là nào chị? Kem 380 chị lên mã hàng cho em, kèm số điện thoại là kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại là được. Kem chống nắng mặt và kèm số điện thoại. Đây kẹo giảm cân, nó ăn như lương khô ấy, mỗi sáng ăn một viên thôi nhá. Hôm qua có chị nào bảo em là ăn hai viên một ngày đấy, rồi ôi có muốn xuống bị quá liều đấy, ăn mỗi ngày một viên thôi là xuống gầy quá là chết, gầy quá là chết dở đấy các chị ạ. À, từ từ thôi. Đấy, em lan giảm có 15 ngày, 17 ngày mà em xuống được 3 cân là em đã thấy là ok rồi. Mà mình xuống mà một tuần mà chị nào mà xuống được khoảng tầm 2 đến 3 cân là phải từ từ nhá. Nhá. Chị nào mà cơ địa mà dễ giảm ấy, như cái chị gì hôm qua hôm trước ở trong cái gì nhỉ? Gọi điện nhỉ. Đấy, chị xuống một tuần mà đã xuống được 2 cân rưỡi là em phải bảo chị từ từ thôi, có nghĩa là 2 ngày mình ăn một viên cũng được. Đấy, người nào dễ giảm là như thế thôi nhá. Hoặc 3 ngày ăn một viên thôi. Đấy, còn như em thì em dùng 15 ngày liên tục thì em xuống được à đâu, em dùng 17 ngày thì em 17 ngày một hộp này thì em làm 15 viên thì em dùng 17 ngày. 17 ngày thì em xuống được 3 cân. Chị mua kem chống nắng mà chị không biết cách mở rồi. Ôi, chị dùng serum với lại sữa rửa mặt nhà em dùng tích cả, kem chống nắng nhà em dùng sướng đúng không chị? Chị đây em mà, chị Nguyễn Mỹ em chào chị nhá. Các chị mình chấm vào bài chia sẻ của em với. Mỗi sáng các chị mình này, em hướng dẫn luôn này. Chị nào bị tiểu đường. Đấy. Chị nào bị tiểu đường ai à, gì à? Chị nào tiểu đường là không dùng được nhá. Chị nào bị thì đang cho con bú là không dùng, dưới 3 tháng tuổi không dùng được ạ. À, phụ nữ đang mang thai là không dùng được. Còn đâu các chị dùng cần giảm mỡ các chị dùng ok cho em. Chị nào bị đau dạ dày ấy thì buổi sáng các chị ăn một chút gì đấy, xong rồi các chị ăn cho em một viên. Khoảng 30 phút sau các chị ăn một viên. Còn thì nếu mà chị nào không dạ dày thì cứ sáng ra dùng ăn được ạ. À, kem chống nắng này là 380 chị ơi. Kẹo giảm cân có bị mất ngủ không ạ? À, không chị ơi. Nói chung là bị có người mà yếu ấy thì sẽ bị một hôm đầu hoặc hai hôm đầu. Đấy, một đến hai hôm đầu thôi. Mình giảm cân mà hơi vất vả một tí cũng được. Nhưng mà em thấy cái dòng này nó quá an toàn và nó lại hiệu quả nữa. Không ạ. À, không chị ơi. Nói chung là bị hơi đau đầu, cảm giác hơi đau đầu và có thể mất ngủ, thỉnh thoảng có người mất ngủ nhá. Tất cả các dòng đều gần như là bị, nhưng mà cái dòng này của em thì em thấy là quá là ok luôn.
Em thì không bị mất ngủ và cũng em chỉ bị một hôm đầu là hơi hơi mệt mệt một chút. Đấy. Cái em chống nắng rồi. Không ấn được á. Rồi tí em chờ em tí. Đấy. Không mất ngủ ạ, à, không mệt ạ. À. Em thì em làm cả ngày luôn và từ hôm em gầy đến giờ là em thấy người nó nhẹ mà em làm việc cảm thấy nó khỏe hơn ấy. Khỏe hơn ấy. Mỡ nó đào thải ra ngoài mình nhẹ lắm, nhẹ nhõm bụng thì không còn tí mỡ nào luôn. Đấy áo em mặc là A8 chị ơi, áo A8 180 nhá. Kẹo giảm cân. An toàn với hiệu quả 500 một hộp chị, 15 viên. Chị nào giảm ít thì lấy một hộp, chị nào giảm nhiều thì lấy hai hộp hoặc ba hộp. Hai hộp hoặc ba hộp. Đấy nhưng cứ dùng một hộp đã xong rồi là hết thì nếu muốn giảm tiếp thì bảo em gửi cho. Đấy. Ok chị Hà Luận ạ, à, em đang dùng đấy chị. Em đang dùng thì các chị biết là lúc trước em béo hơn đúng không? Rồi ok cứ lên kẹo giảm cân kèm số điện thoại. Làm sao? Cái kem của chị làm sao lại không ấn được lá nào? Cái này không ấn được á? À? Chả có lọ nào bị làm sao đâu. Cái vòi này các chị bóp thôi. Các chị mở ra xong rồi là vặn nhẹ cái này này xong các chị bóp này thôi mà. Đấy. Mỗi sáng này cho em một giọt thôi, hai giọt lên mặt thôi. Đấy ok chị Lương Hoàng, ok em chốt kẹo giảm cân. Mang kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào đang dùng kem chống nắng như em rồi cũng sướng đúng không? Chị nào mà chị ơi đặt hàng chưa nhận được hàng thì lên đơn hàng là 5 ngày, tầm 5 ngày các chị chưa nhận được hàng thì lên cho em số điện thoại là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Mặt em cũng đang bôi kem chống nắng á. Nó vừa dưỡng trắng này, nó vừa chống nắng này, nó vừa trang điểm luôn cho da này, không bờ không bết, không bị lộ vân kem ạ. À. Chị nào đang dùng kem nhà em rồi em thấy các chị phản hồi rất là tốt luôn. Tốt nhất trong tất cả các loại dòng kem dưỡng, kem chống nắng từ trước đến giờ. Em đang chia sẻ. Đấy, đến với thời điểm này thì em thấy nó quá tốt luôn. Dưỡng da che khuyết điểm nhá. Và nó gì nhỉ? Kiềm dầu tốt. Không bờ, không bết, không bị lộ vân kem. Đây ạ. Lên cho em mã hàng là gì nhỉ? Kem chống nắng và kèm số điện thoại. Dưỡng da chống nắng và bật tông ạ. Đấy các chị mình xoa một lớp mỏng mỏng thôi. Mỏng vừa này. Đấy chị nào thích trang điểm dày thì mình đánh dày lên một tí. 380 chị ơi. 380. 380 nghìn một tip kem chống nắng như thế này. Đây ạ, à, em bôi lên tay bởi vì mặt em đánh phấn hồng lên rồi. Em đánh má hồng lên. Chị nào xoa tí này xong đánh tí má hồng lên cũng được. Còn chị nào không thích má hồng thì các chị để nguyên. Chỉ cần như thế thôi đi làm được. Hello em Lan à, hello chị Thu à. Các chị mình chấm vào bài chia sẻ cho em. Sướng dã man nhá. Mỹ phẩm này, kẹo giảm cân này, các chị không dùng được. Mua nhà em Lan không dùng được, giả lại. Đấy, em nhận lại cho nhá. Dùng hết nửa hộp kẹo giảm cân rồi em vẫn cũng có thể nhận lại cho các chị mình. Đấy, dùng kem dưỡng nhà em không đẹp như em nói, giả lại, em giả lại tiền. Ok chưa ạ? Tầm 15 ngày đổ lại em cho các chị giả lại hàng thoải mái đối với mỹ phẩm. Quần áo thì em không dám nói như vậy, tại vì là quần áo thì em phải chạy mã, chạy mẫu thì các chị mình thông cảm. Còn riêng mỹ phẩm các chị mua về nhà em không dùng đẹp, không dùng được, em cho các chị mình giả lại ok. Đấy, cứ alo em ơi chị thấy dùng không đẹp đâu, thế là thôi giả lại cho em được. Em tư vấn cho các chị mình là tại sao không đẹp. Còn nếu mà các chị không dùng nữa thì em cho các chị giả lại. Nhưng mà chưa thấy chị nào giả lại đâu. Các chị mình yên tâm. Sao lâu vậy? Lâu vậy chống nắng á. Chị Lê Nguyễn lên cho em kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Chị Lê Nguyễn kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Nay chị nhận được kẹo giảm cân rồi bắt đầu ăn. Có phải ăn kiêng gì không em? Thế là từ chị ăn bao giờ? Chị Hải Sơn ăn từ bao giờ? Rồi ôi ăn kiêng cái gì? Chị có đói không? Chị đói thì chị ăn, chị không đói thì không phải ăn nhá. Tránh cho em là dầu mỡ hoặc là đường thôi. Dầu mỡ với đường thôi. Mà nhớ là ăn này nó không muốn ăn cái gì nữa luôn. Em từ hôm giảm cân đến bây giờ 20 ngày, các chị có tin là em ăn nổi hai bát cơm chưa? Các chị có tin là bình thường các chị 20 ngày các chị chỉ ăn hai bát cơm không? Trong 20 ngày các chị có sống được không? Đấy. Thế mà em Lan vẫn sống đây, vẫn gọi là da mặt đây này, xuống cân mà em không bị nhăn một tí nào luôn. Em nói thật, trong 20 ngày nay em giảm cân 19 ngày. 19 ngày nay em giảm cân em chưa ăn đến hai bát cơm đâu. Mỗi hôm một thìa hoặc là hai thìa. Đấy, hoặc là em toàn ăn hoa quả thôi. Em ăn hoa quả mới là em ăn thịt, em ăn rau thôi. Vâng, ok chị Lê Nguyễn nhá. Đấy, đói thì ăn, không đói thì thôi ạ. À. Em không thấy thì thèm cái gì nữa luôn ý. Mai nhà em kiểm tra đơn thì em báo lại nhá. Đấy, các chị cứ cố ăn làm gì. Nó cảm giác cho mình chỉ là kiểu như là không thèm ăn nữa. Đấy. Thế à? Nó chỉ có cỡ đấy thôi, cỡ đấy là cỡ to rồi mà Huệ An gửi chị đổi cho. Gửi đây chị đổi cho.
Đấy, không đói nữa đâu chị ơi, không đói, không mệt gì hết. Nói chung là mình tạo cảm giác cho mình không thèm ăn, chỉ uống nước thôi. Không ạ, hơn 10 ngày chưa nhận được hàng thì lên mã cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đấy, kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhé, em ở cây 23 đường Tuyên Quang Hà Giang. Có nghĩa là nó tự cảm giác là mình không đói ấy. Đấy, không đói đâu chị ạ. Chỉ có uống nước thôi, chỉ có khát nước thôi. Đấy, chỉ có khát nước thôi, kẹo giảm cân ok. Nhẹ hết người luôn đấy chị ạ. Chị Nguyễn Sinh ok, em chốt kẹo giảm cân ạ. Shop nhà em ở cây 23 đường Tuyên Quang Hà Giang. Cây trắng nhà em không chịu được mùi thơm á. Thơm quá à chị Mai. Khổ thân. Sao lại không dùng được, gửi lại em hay là để cho lại cho ai đi? Sao lại chỉ có là cơ thơm quá không dùng được á? Rồi ôi. Lại còn có kiểu không chịu được mùi thơm nữa thì chịu được mùi nào? Chị bôi kem body vào nó chỉ thơm một lúc thôi, xong rồi nó bay mùi, chứ không phải nó thơm suốt như thế đâu. Chị vừa mới bôi vào người thì nó thế. Rồi ok chị Thủy, em kiểm tra đơn hàng rồi em báo lại nhá. Chị bôi kem body nhà em á, trắng trắng à, cái gì nhỉ, thơm quá à. Chị, nó chỉ bôi lên nó chỉ thơm một lúc đấy thôi, nó đậm mùi một lúc đấy thôi. Xong rồi là chị dí sát tay vào vào mũi và tay này mới ngửi thấy. Đấy, bởi vì là nó bay mùi chứ, làm gì mà nó nặng mùi như thế cả ngày được, thơm như thế cả ngày cơ mà. Đấy, chị không chịu ngửi được mùi thơm à. Rồi, ôi. Khổ thân. Có người không dùng được nước hoa thật, nó cũng thơm quá. Kẹo giảm cân 500 một hộp chị ơi. Con trai có ăn kẹo được chứ chị? Con trai có ăn được, chồng các chị được, ăn được ạ. À. Chị Hương Trần ok, em kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. 500 ạ. À. Em bảo các chị này. Các chị cứ sợ gì ạ? À? Các chị béo, các chị mỡ. Thứ nhất là mỡ ạ. À. Mỡ nó cũng không tốt gì đúng không? Thứ nhất là các chị mình tập luyện nó cũng đã rất là vất vả rồi. Và cũng khó để giảm cân được. Đấy. Các chị dùng hỗ trợ kẹo giảm cân thì các chị lại cứ sợ là ảnh hưởng gì. Đúng không? Ảnh hưởng gì ạ? À? Sản phẩm nó được chứng nhận an toàn, hiệu quả. Bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Hàng check mã, hàng của Việt Nam check mã được thoải mái. Đấy, các chị cứ ôm cái mỡ ở trong người mình. Thứ nhất là bệnh tật. Thứ hai là nặng nhọc khó chịu. Không muốn vận động. Đấy, các chị đào thải mỡ ra ngoài. Các chị năng động hơn, người nó nhẹ nhõm hơn. Mình thích làm việc hơn, thích ăn mặc hơn. Đấy, cuộc sống gọi là yêu đời hơn, có ý nghĩa hơn. Các chị cứ sợ, sợ chết gì, sợ chết em còn sợ chết hơn các chị ấy. Ai cũng sợ chết. Các chị cứ sợ thế nào. Trong khi đấy là mình dùng kẹo, ví dụ như mình tập luyện được thì cũng ok. Nhưng mà rất là vất vả, em nói thật. Lúc trước em cũng tập lắm nhưng mà cũng không có xuống lắm. Đấy, và cũng có thể là bình thường nhịn ăn 2 3 ngày nhưng nó cũng không xuống được vì nó không có cái chất để cho nó làm lỏng mỡ của mình ra ấy, để nó đào thải mỡ được ra ngoài ấy. Đấy, vất vả ơi là vất vả luôn, 4 rưỡi 5 giờ dậy tập thể dục, chiều đến tối đến tập thể dục mà cũng có giảm đâu. Bây giờ em 15 ngày, 15 ngày em xuống luôn 3 cân nhẹ nhàng, chả sao cả. Từ ngày mai có thể em không ăn nữa. Em ăn uống điều độ. Đấy, bây giờ em ăn uống điều độ để em giữ cái mức cân như bây giờ. Áo chị mặc có ạ, 180.000 hàng đẹp đấy ạ. Các chị nhá. Các chị cứ giảm cân khoảng 15 20 ngày, cho rằng những chị nào béo lắm đi, giảm cho em 1 tháng 3 hộp, 45 ngày giảm 3 hộp, xuống tầm một yến thịt cũng được. Đấy. Kẹo nó thơm như lương khô ấy, ngọt thơm như lương khô, các chị buổi sáng nhai ăn thôi. Thơm như lương khô ấy, viên của nó dạng viên cô đặc như này, nó khô. Nó thơm như cái lương khô, nó chắc đúng như thế. Các chị nhai rồi ăn vào buổi sáng thôi, xong uống nước. Không đói, không mệt. Em chả thấy làm sao cả. Có em, có nhân viên nhà em biết đấy. Và bản thân các chị theo dõi live nhà em thì các chị biết đấy. Đấy, em lúc đầu em hôm cách đây khoảng nửa tháng đấy, em mặc quần size L, váy size L và áo size L. Người mệt, mỗi một ngày chỉ bán hàng một lần thôi, cứ ì ạch khó chịu. Người nó mệt, mặc quần áo lên nó chật khó chịu. Không muốn bán hàng. Từ hôm em giảm cân đến bây giờ em vẫn gọi là like ngày 2 lần. Bình thường mà không ăn mấy. Đấy, em thích thì em xuống nhà vừa nãy em ăn mấy miếng thịt luộc, mấy miếng rau thôi. Đấy, xong rồi em uống nước cả ngày. Bố cũng ở đây à, đón em thôi. Không, 9 giờ rồi. Con gọi bố về đón em, mấy con đóng cửa cho mẹ, mẹ bật điều hòa. Đấy, xong rồi là gì nhở, mấy khoai các chị ạ. Chịu khó ăn cái củ khoai ấy, mua củ khoai về mà ăn. Đấy, em chỉ ăn như vậy thôi. Chẳng thấy đói, chẳng thấy mệt gì. Em thích ăn thì em ăn để em lấy sức khỏe em làm việc ấy. Chứ còn thì nó cũng chẳng đói. Em cố ăn tí rau cỏ rồi tí nọ tí quả tí gì đấy, củ khoai để em lấy sức em làm việc thôi. Chứ còn nó đói nó không gây đói đâu, vì là nó gây cho mình cảm giác là mình không thèm ăn nữa thì nó sẽ đào thải mỡ nhanh hơn. Uống nước vào nó đào thải mỡ qua đường nước tiểu mà chị. Dễ lắm.
dễ 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 giảm cân, em thấy nó đơn giản lắm mà sao các chị không thử. Đấy, đi tập luyện còn vất vả hơn nhiều, ôm mỡ còn vất vả hơn nhiều. Đấy chị ơi, áo của em đây, 180.000, mặc với váy, mặc với quần đều đẹp. Mặc với chân váy, mặc với quần đều đẹp. Mã hàng là áo A8 nhá. 180.000, 180.000 đồng. Mã hàng là áo A8 cho em. Con này là hàng mềm đẹp lắm chị ạ. Thả buông áo ra đẹp ạ. À. Tí nữa em thả ra trở về em ra sơ vin. Đấy. Các chị sơ vin thì cứ sơ vin cái áo nó vào trong cái quần chip của mình ấy, nó vừa phẳng áo nó vừa chắc. Con này 63 cân thoải mái đẹp chị ạ. Chị nào gọn thì 65 cân em vẫn bao vừa. Hai màu chị nhá. Áo A8 các chị cần tư vấn gì thì để lại số điện thoại cho em. Em không chốt đơn cho chị à. VIP 10 à M13 lên lại số cho em ấy chị Khoa Giao Thi. Để lại số điện thoại cho em đi. Chắc là sót đơn rồi hoặc là chị comment sau like rồi. Chị Khoa Giao Thi cho lên lại số điện thoại cho em mai nhà em gọi. Mình sót đơn thì mình nhớ mã hàng, các chị cứ lên mã đi nhà em gọi lại cho. Mai các bạn gọi, đẹp lắm, mềm lắm, mát lắm. Con gì nhỉ? Con này là A8 nhá. Chốt đơn áo A8, áo em mặc vải giãn, không giãn nhiều nhưng mà mềm mát chị ạ. Không giãn đâu, nhưng mà nó mát lắm. Mẹ nó kiểu gì mềm, mềm, mềm. Không không kiểu cứng thô đâu. Đây ạ, mềm ơi là mềm luôn. Mà không bị mỏng quá, vừa tầm. Đẹp, con này các chị nhận được nữa thì còn chê nữa thì em chịu. Form đẹp, chất đẹp luôn. Đấy, trẻ mặc được chung mặc đẹp bạc. Các chị mặc với chân váy, mặc quần vải đều đẹp hết. Mã hàng là áo A8 cho em Lan và kèm số điện thoại nhá. Cần tư vấn gì thì mình để lại số điện thoại cho em. Đấy, kem chống nắng hoặc là các chị lấy serum hoặc là các chị lấy kem đêm. Chị để lại số cho em. Đây, con này nó có màu nâu này nữa. Màu nâu này hôm nay em đang bị hết size em. Hết size gì nhỉ? Hết size bé đây này. Vừa nãy đóng hết sạch hàng xanh còn cả size mẫu. Vừa nãy còn khách đến nhà còn lấy luôn. Sáng mai về đủ. 180.000 đồng. Chị bao nhiêu cân? Bây giờ chị đang 50 cân. 50 cân. Hôm trước là 54 cân. 54 cân. Đấy. Có 18, hôm nay 19 ngày rồi. Em đang xuống mặc quần áo size M rồi ạ. Em mặc size M đấy ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là áo A8 các chị mình nhá. A8 màu này em gọi là màu xanh ghi đấy ạ. Màu ghi ghi pha mấy trắng này. Đấy em đứng gần để các chị xem màu. Đấy. Ôi chết rồi, điện thoại hết pin. Em lại quên không sạc. Đấy, màu nâu nữa chị ơi, em gọi nâu mới ghi đi. Nâu mới ghi nhá. Mã hàng chốt áo A8 cho em kèm số điện thoại ạ. Áo A8 đây. Các chị sơ pin như này, nếu các chị mặc quần vải cũng đẹp lắm. Con này lên với quần vải đẹp. Xinh ơi là xinh luôn ạ. Tay nó sẽ nhún như này. Chất vải sướng cái là thứ nhất là mềm, thứ hai là rất là nhẹ và mát các chị mình nhá. Nhẹ và mát ạ. Mã hàng cho em là áo A8 kèm số điện thoại. Màu ghi này, màu nâu này. Đây, các chị ơi, nếu không sơ vin lên như này cho em đẹp luôn. Đấy, không sơ vin lên như này luôn. A8 ạ, à, chị lấy hai màu cho em nói thật. Về cảm ơn em rối rít luôn ấy. 180.000 đồng. Đây, mặc với quần ạ. Form áo nó đẹp như này chị ơi, nó vừa này. Mình nhìn đẹp hay không là mình biết, vì form áo nó vừa, nó không bị dài quá. Chị Trần Huê ok em chốt A8 nhá. Mình cứ lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em nhận đơn. Màu này em gọi là màu ghi đi. Đấy, màu ghi. Xanh xanh ghi ghi pha mấy trắng. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy, không cần sơ vin lên đẹp. Không cần sơ vin thì các chị phải mặc với quần. Còn mặc với chân váy thì bắt buộc phải sơ vin đóng thùng. Đúng không ạ? Chốt đơn mình lên đúng mã hàng cho em mà kèm số điện thoại. Đây sơ vin đây ạ. Chị Nguyễn Mỹ ok em chốt đơn 180.000 đồng. Lên mã hàng áo A8. Ủa em thấy đẹp dã man. Trẻ ơi là trẻ luôn. Mặc kẻ thì bao giờ nó cũng rất là trẻ. Đấy. Trẻ nữa. Ôi sao lại em lại cứ bị đẩy ra này nhỉ. Chị Mỹ rồi ạ. Chị Huê rồi ok em chốt đơn ạ. Chị dáng quá chuẩn ạ. Chị khổ sở lắm mới chuẩn được đấy. Hôm trước là bị thừa mất 3 cân 4 cân liền đấy. Giảm 18 ngày nay giảm cân. 18 ngày nay nỗ lực giảm cân. Chị 61 cân vừa chị Vi ạ. 61 cân vừa. Mã hàng kèm số điện thoại cho em nhé. Đây em lên thử màu nâu này. À màu màu gì nhỉ? Màu nâu. Đây này nó gọi là nâu nhá. Đẹp lắm nhá. Nhớ cho em này. Không giãn nhưng mà thứ nhất là mềm, thứ hai là mát. Đấy. Không biết được chiều nay các chị chốt đơn cho em chưa. Chiều nay các chị gọi điện cho em chưa? Hường ơi, Nguyễn Hường ơi. Đây ạ, à, em lên thử con này nhưng mà form à, con này nó bị rộng nhá. Đấy các chị nhìn con này cho em. Đấy. Con này lên với gì nhỉ? Chân váy liền. À cái chân váy body cũng đẹp mà lên với quần vải cũng đẹp. Các chị chốt mã này nhà em đang về đủ cho các chị mình. Size số thì còn đang đủ để các chị chốt mã này cho em. Nó đẹp không tì vết luôn. Đấy, rất là gọn luôn.
Các chị cần bảo em lên với quần đi, lên với chân váy ôm đều đẹp. Chân váy ôm đều đẹp ạ. À. Đấy, đây nhá. Đây là các chị mình. Đây ạ, à, chân váy ôm này. Các chị lên quần vải này. Mặc chân váy thì bắt buộc phải sơ vin rồi. Chứ chân váy thì không thể nào mà thả buông như này không đẹp. Đây, mã chân này ngày mai nhà em về là size S và size M trước. Đấy, size L, size XL ngày kia em giả nợ các chị mình. Lên mã hàng áo A8 kèm số điện thoại nhá. Em lên thử tông màu màu nâu cho các chị xem nhá. Mã hàng là áo A8 kèm số điện thoại. Áo A8 ạ. À. Các chị mình chốt đơn nhớ này. Em không kịp tư vấn nhá. Các chị cứ để lại đúng mã cho em là em nhận đơn. Mã hàng kèm số điện thoại em nhận đơn. Ok Nguyễn Hường, hoặc em nhắn tin vào Messenger cũng được em ơi. Nhắn tin vào Messenger cũng được. A8 ạ. À. A8 nâu để em đang mặc ạ. À. Đấy chị Khoa rồi, ok ạ. Đẹp lắm chị ạ, dễ mặc. Ơi là dễ mặc luôn. Em mặc con này sẽ bị rộng lắm. Vì nó hết đang hết size bé. Hết cả size mẫu luôn. Cho chị áo A8 màu xanh à, chị Ngô ạ, à, ok. Áo A8 đúng mã hàng em nhận đơn. Mã hàng kèm số điện thoại. 6263 cân thoải mái vừa chị ơi. Đấy. Con này thì em là em bị rộng đấy. Em này là bị rộng cho nên là nhìn không được đẹp mấy. Đấy. Đây ạ. Em mặc rộng quá. Size L. Bình thường em mặc size M mà con này em mặc size L rồi. Chị Mai Lò ạ, à, chị Khoa. VIP 13 à? Ok chị mình. Chị Mai Lò ok em chốt rồi. Chị Khoa ok em chốt rồi ạ. À. Áo A8 180.000 đồng chị ơi. A8 180 ạ. À. Con này em bị dài quá, rộng quá. Áo A8 và kèm màu nâu cho em. 180 nhá. 180.000 ạ, à, 40 cân ạ, à, đến 63 cân em nhận đơn ạ. À. Đấy, con này mà lên vừa mấy em xinh ơi là xinh. Xinh ơi là xinh luôn, không muốn tay ra luôn ý ạ. À. Đây em đang mặc bị rộng. Đấy, không có màu trắng chị ơi. Có màu kiểu như là trắng đen đây này, trắng ghi đây này. Trắng tinh thì chị phải sang mã khác. Chị phải sang con A7 ấy. Chị muốn trắng tinh đúng không? Trắng tinh thì sang A7. Đây. Đây con này chỉ có hai màu này thôi. Các chị chốt A8 cho em. A8 kèm số điện thoại ạ. À. Màu nâu này. Màu xanh ghi nhá. Màu nâu. Nâu này của nó là nâu sáng, nâu cam ấy. Con này là nâu cam ấy nhá. A8 là màu nâu cam ấy. Không phải là cái màu nâu củ nâu đâu. Em gọi như vậy để cho nó dễ gọi ấy các chị nhá. Cái màu này nó thiên về màu cam cam. Nó rất là trẻ. Đấy. Trắng tinh á, ok thế trắng tinh sang VIP 7 à A7. Đấy, chai lăn nách cho chị Thanh ạ. À. Chị Huyền Thị Lê Thanh, ok em chốt đơn. Đấy các chị chốt đơn cứ nhớ mã cho em như vậy là ok. Đấy, mã hàng kèm số điện thoại em chốt đơn. Được không ạ? Các chị mặc với chân váy xòe này dễ mặc, chân váy 160 nhá. Chân váy thì các chị lên mã chân váy 1 hộ em. Chân váy là 160. Chân váy là 160 đây. Chị muốn trắng tinh thì chị sang mã này. Đấy, trắng tinh lên mẫu này cho em. Nó cũng cái kiểu như thế. Nó lên trắng tinh à. Con này là A7 màu trắng. Con này A7 trắng. A7 trắng hoặc là với lại A7 xanh và A7 vàng. Đây ạ, à, trắng tinh. Váy dài không em? Có đầy chị Thanh ơi, mai. Mai có váy dài, dài đến đâu ạ? À? Dài đến gót chân này đúng không? Gần gót chân đúng không? Mai có. Đấy, giảm cân đi, cảm giác người nhẹ. Ơi là nhẹ luôn, thích ơi là thích. Mà trẻ hơn ấy, em cảm giác là em trẻ hơn. Đấy, mặt xinh hơn ấy. Đây nhá các chị nhá. Chị có thích con A7 này không ạ? À, đây là A8 em đang mặc này. A8 và đây là A7. A7 trắng tinh như này. Màu này đẹp lắm chị ạ, màu này cũng trẻ. Đấy, màu này cũng rất là trẻ luôn. Mã hàng là áo A. Đây là A8 nâu. Nâu cam đấy, màu cam ấy, rất là trẻ luôn. A8 kèm số điện thoại kèm màu nhá. Hoặc là mai lấy màu gì báo như em màu đấy. Nếu trắng tinh thì các chị lên mã A7 cho em. Con A7 này có màu vàng cũng đẹp. Đấy, A7 có màu vàng cũng đẹp ạ. Các chị mình vào like chia sẻ giúp em mới nhá. Cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ và mời bạn bè hộ em ạ. Mặc cái chân váy ôm á, ôm được chị ạ, chờ em tí. Chờ em tí. Các
Đấy, tối thì có một mình em thôi, thế là em mặc mẫu thì nó hơi lâu. Thế nào các chị từ từ hộ em. Đây con trắng đẹp. Đây mẫu áo trắng đẹp chị ạ. Có con trắng A9 cũng xinh. Con áo trắng A9 cũng chỉ có 150.000 thôi, đẹp. Chị yêu tư vấn kẹo giảm cân đi à? Chị vừa tư vấn kẹo giảm cân rồi. Đấy bây giờ sang bán hàng rồi, không có các chị ngồi lâu các chị sốt ruột. Đấy chị nào cần tư vấn về kẹo giảm cân thì cứ lên đúng mã cho em. Lên đúng mã đi là tư vấn cho chị kẹo giảm cân thì em sẽ tư vấn. Em sẽ tư vấn cho các chị mình. Đấy con này là A7 nhá các chị nhá. À con này là đúng rồi, A7. A7. A7 màu trắng với A7 vàng với A7 xanh. Đấy con này cũng 180.000 đồng. Em đang mặc là chân váy 1 160 chị ơi. Chân váy này là 160. 44 cân mặc size S ạ. 44 cân vừa cả áo vừa cả chân váy mặc size S đẹp. Đủ size số cho các chị mình. Đấy, con này là áo A7. Có vừa vừa em ơi, 44 cân mặc size S. Còn S không vừa nữa thì thôi, không có cái gì mặc vừa. Sao lại gầy quá vậy? 44 cân mặc size S là được. Nó có đủ size mà. Chân váy này dễ mặc lắm này các chị này. Chân váy này mình mặc với cái gì cũng xinh luôn. Đấy, chân váy mặc cái gì cũng xinh nhá chị nhá. Con này của nó sẽ có 3 màu là con A7. A7 ạ. A7 vàng, A7 trắng và A7 xanh. Các chị cần em mặc màu nào comment màu đấy. 63 cân đổ lại, 40 63 cân em bao đẹp. A7 kèm màu kèm số điện thoại. A7 kèm màu kèm số điện thoại hộ em. Đấy. A7 ạ. Sao không gửi VIP 8 mà chị bị hết hàng à? Hay là như nào? Chị Thắm ơi chắc là hết hàng. VIP 8 chắc là hết hàng nên không gửi. Khổ lắm cơ, hàng chắc không đủ giả hay là như nào? Nhận được bộ 29 rồi đẹp đúng không ạ? Em cảm ơn chị. Đấy thiếu cái gì thì đặt tiếp hộ em thôi nhá. Thiếu cái gì đặt tiếp cho em. Con này lên A8 các chị mình. À A7 nhá. Con này A7 ạ. À, mặc màu xanh đi lan à? Vâng ok chị. Chờ em một tẹo. Con này A7 kèm màu kèm số điện thoại. Chất thì bao đẹp rồi ạ. À. Form đây các chị mình này. Đấy, A7 màu trắng size S đúng không? Đây ạ. A7. Chất của nó rất là dễ mặc chị ơi, mềm. Chân váy ôm đều mặc được ạ. Số điện thoại chuẩn vào nhá. Số điện thoại chuẩn em nhận đơn ạ. A7 trắng ạ. A7 trắng chị thích em mặc xanh phải không? Xanh cũng đẹp. Nhưng mà màu nó nhạt. Nó nhạt vừa vừa. Đại loại là xanh này nếu mà sáng là khó mặc đấy. Nhưng mà xanh này của nó là xanh xanh kiểu như là dạng xanh xanh lơ lơ. Rồi ôi. Cái luống ca luống cuống lên này. Chả hiểu làm sao mà cái móc nó lại dính được vào cái cả cái chốt áo luôn. Vàng trắng xanh chị ơi, vàng trắng xanh. À, gửi bộ 29 cho chị chưa? Cho chị thêm A7 rồi ok. Bộ 29 em gửi hết rồi mà. Một mình em thì nó sẽ hơi chậm. Màu xanh xanh này nó nhạt nhạt vừa vừa thôi nhá chị nhá, nó không là nó không tươi màu như là lên lai nó bị tươi hơn một tí đấy. Mặc váy nó sẽ nhanh hơn, mặc váy thì nó sẽ nhanh hơn mặc áo. Chị nào vừa nãy bảo em tư vấn cho các chị váy đi biển em mai nhá. VIP 8 còn không em? VIP 8 không biết có còn không nhỉ? Chị Lương ok rồi ạ. VIP
VIP 8 để em xem nào. VIP 8 size bao nhiêu cân đấy chị ơi? Chị hỏi em là VIP 8 size bao nhiêu cân? Hôm nay về được nhưng mà có size to thôi. VIP 8 về nhưng có size to. Con này là áo A7 của màu xanh đấy ạ. Áo A7 của màu xanh. Màu này thì là màu nhẹ, màu nhạt nhạt vừa vừa. Màu lạ. Đấy, con này cũng màu này cũng sáng da. Con này là A7 A7 xanh. A7 xanh 180 á. A7 xanh 180.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Các chị chấm vào bài và chia sẻ like của em với ạ. Con này sẽ là gì nhỉ? A7 của màu vàng. A7 của màu vàng. Chốt đơn các chị lên đúng mã hàng kèm số điện thoại giúp em. A7 vàng và A7 xanh. Đây, mặc lên form mình sẽ như này. Đấy, các chị thích lấy vàng các chị chốt vàng, vàng của nó vàng đậm đẹp. Đấy, vàng đậm đẹp. Đấy, đây ạ, chị chốt VIP 8 thì đây nó có VIP 8 đây nhưng mà VIP 8 nhưng mà size lại là size to. Size to. Đây chị ơi. VIP 8. Chị Lê Thắm 57 cân vừa đấy chị. Bình thường ơi chị đang mặc quần áo size gì? Con này VIP 8 đây đúng không? VIP 8 em mặc VIP 8 nhá. Em sang mặc váy liền cho nhanh các chị nhá. Chốt đơn mình cứ lên đúng mã hàng cho em. Con này thì xịn sò rồi. Hôm nay bao nhiêu chị nhận được khen rối rít rồi. Đấy, bao nhiêu chị nhận được à? Áo A7 bao nhiêu cân thì vừa chị ơi, 40 đến 63 cân. Áo A7 40 đến 63 cân em nhận đơn 180.000 đồng. 40 63. Chốt cho em áo A7 kèm màu xanh. Đây ạ, em lên thử con 8 này cho các chị xem. Thử con VIP 8. Các chị áo thì các chị lấy màu gì thì các chị comment màu đấy. Con VIP 8 này còn ít lắm. Chết mát lạnh luôn mà. Em tặng các chị có 390.000 đồng. Đây này chị này. Con này em đang còn size rộng hơn người em tầm 56 57 58 cân thì các chị mình mặc đẹp. 56 57 58 cân thì đẹp. Đấy. Không ạ, con này thì nó có từ L trở lên. Con này thì nó đánh từ L, có nghĩa là bình thường em mặc size M thì con này em phải mặc size L. Nếu mà bình thường chị mặc size L thì con này chị mặc XL cho em. Đây em đang mặc X đây này. Em đang mặc size X ạ. Đấy, nó đánh có mỗi từ L, hạ L, XL và 2XL thôi. L, XL với 2X. Con này là các chị chốt VIP 8 nhá. Hàng Quảng Châu đẹp ạ. Chất có giãn 4 chiều cả áo, cả thân cả gì nhở. Cả áo này giãn này. Cả chân váy đều giãn ạ. Chất mát lắm, sướng lắm luôn. Túi hai bên. Con này VIP 8 kèm cân nặng cho em. 62, 63 cân đổ lại các chị mặc đẹp. 62, 63 cân đổ lại các chị mặc đẹp. Lên mã hàng VIP 8 ạ. 390.000 đồng ạ. VIP 8 390 nhá. Chất mát lắm chị ơi. Đấy ạ, liền ạ, thân liền chị. Đai này, đai liền này. Đấy, con này em chỉ có từ L, XL và 2XL. Bình thường em mặc size M thì con này là em đang mặc size L. Nhưng mà bây giờ nó đang hết cả L rồi. Đấy, loại là size to hơn là từ X trở lên với 2X thì em còn. Đấy. Set của nó sẽ là set liền của mã VIP 8 nhá các chị nhá. Mã này các chị chốt đơn là VIP 8 kèm số điện thoại giúp em. Hàng co giãn cả chân váy và cả áo ạ. Nhận được là các chị bao phê. Đấy. Bao phê. Chất mềm mát và co giãn 4 chiều ạ. Đây, cổ áo như này ạ. Co giãn. Đấy. Size tầm khoảng bây giờ là đa tầm 56, 57, 58 cân, 62, 63 cân. Hôm trước không chốt cho chị chắc là bị sót đơn hay như nào đấy. Hay là bị sót đơn. Em cũng chẳng biết như nào nữa, các chị đặt lại giúp em nhá. Chị nào mà chưa đặt được ấy ạ, nhà em chưa gọi chưa chốt đơn ấy thì là bị sót đơn của các chị mình hoặc là bị hết hàng. Thì bây giờ có hàng các chị đặt lại giúp em. 63 cân đổ lại chốt VIP 8 cho em 390.000 đồng. Chốt VIP 8 và 390.000 đồng. Được chưa ạ? Cho em xin mỗi chị mình 1 2 lượt chia sẻ để mời bạn bè giúp em với nhá. Mời bạn bè giúp em với ạ.
VIP 8 390 ạ. VIP 8 390.000. Có giãn ạ. Đây em qua luôn mã này. Các chị mình đặt gì thì cứ lên đúng cú pháp cho em là em nhận đơn. VIP 8. Đây con đẹp chị ạ. Đây con đẹp ơi là đẹp luôn. Đây chị ơi. Mã này các chị lên cho em là VIP 14. Đấy, VIP 14 290. Con này cũng có 290.000 đồng. Đấy, size tầm 60 61 cân. Tầm 61 cân thôi. Đấy, hôm nay về size to là hết rồi. Hôm nay cũng không có về được size to nữa. Đấy, các chị chốt đơn mã này thì lên VIP 14 cho em kèm số điện thoại ạ. Con này em tặng các chị mình 290.000. Hàng em bao đẹp luôn cả form lẫn chất ạ. Các chị mình nhá. Nếu chất không đẹp các chị lên nhìn form áo em này. Em đang chuẩn mặc của size M. Đấy, có nghĩa là bình thường em mặc size M thì con này em vẫn là size M. Duyên Lý lên số điện thoại là đặt lại cho tớ nhắn tin sang Messenger đi Duyên Lý nhá. Nhắn tin sang Messenger đi, con đấy đẹp dã man luôn. Mặc nó dễ chịu lắm. VIP 8, con này là VIP 14. Con này VIP 14 cho em, hai màu chị ơi. Con này hai màu. Dễ chịu lắm, con này mát mà là gì nhỉ? Form nó đẹp các chị ạ, dày dặn nhưng mà cũng chất ok. Dày dặn ôm form sướng. Đấy, che khuyết điểm ạ, vừa đẹp vừa sang ạ. Lên mã hàng VIP 14 cho em, tặng các chị em nhà mình 290.000 đồng. Đấy, váy em đang mặc là liền chị ạ. Liền ạ, không lộ tí bụng nào luôn. Rồi ok, chị Thắm ok em chốt đơn nhá. Mình sót đơn thì các chị lại cứ đặt lại hộ em tí. Đặt lại hộ em. Con này VIP 14 ạ, hàng công sở ạ, set liền ạ. Kéo khóa đằng sau lưng đây chị này. Đấy, kéo khóa đằng sau lưng. Em đang bao đẹp luôn. Tặng các chị em nhà mình 290, size 60 61 cân em làm bao đẹp. 60 61 cân đổ lại em bao đẹp luôn. Đây, hai màu là màu kẻ sáng như em ăn tối như sẫm như em đang mặc và màu sáng. VIP 14 kèm số điện thoại ạ chị ơi. Hàng may sẵn mà nó đẹp như thế này. Tội gì đúng không? Các chị đi may có khi phải 450, 500.000 một set như thế này. Chắc gì đã đẹp như em không? Đấy. Mai có chân váy gửi luôn, ok. Tí nữa nhắn tin nhắc tớ cái. Mai có chân váy rồi. Hôm qua chị đặt, nay gửi cho em, gửi rồi. Chị Thư Thư Nguyễn ạ, đơn của chị là gửi rồi đấy. Mặc con này không lộ bụng luôn. Nhà em ngày nào cũng gửi ngày đấy. Có những cái mã mà em phải nợ thì em mới ấy thôi, chứ còn hàng đấy có luôn. Áo gì ạ? Áo caro. Áo này của em là mã VIP 14 set liền nhá. Đấy. Quen rồi. Chị Ngọc Lê ạ. À, con này. Quen như vậy rồi ạ. Đây ạ, set liền chị ơi. Nó không bị lộ bụng đâu ạ. Em này là mặc lên cực xinh luôn. Bây giờ là chuyển sang em này, không là con này nữa. Chị Ngọc La, bây giờ là em chuyển sang em này nhá. Hôm nay của chị, hôm nay nhân viên nhà em gọi đúng không? Hôm qua chị chốt con VIP 12 sao ấy, em vẫn nhớ. VIP 12 hôm qua chị của chị 390. Con này của em có 290.000 đồng, em này 290 ạ. Chị Linh Giang ok chip VIP 14. Đúng mã hàng vào các chị nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Quen kiểu dân dã kiểu vậy rồi chị ạ. VIP 14. Con này các chị bỏ qua thì tiếc lắm, lại con này. Quen rồi ạ. Em này cực kỳ xinh luôn ạ. Co giãn chị ơi. Chất mát nhá, co giãn và ôm form đẹp ạ. Đấy. 290.000 đồng. Được chưa ạ? Em Lan đang mặc chuẩn size M, size L, size XL. Đấy, hôm trước có 2X nhưng bây giờ thì không về được 2X nữa rồi. Hôm nay em về mãi cũng chỉ được mấy con này thôi. Mấy con này và đến XL thôi. Đấy, hết luôn. Hôm nay em cũng nhập con này kiểu số lượng đấy nhưng cũng không có, không kịp. Đẹp lắm mà, ý là em thấy giá hợp lý. Các chị nhận được con này rồi, các chị khen lắm. Tức là chị nhận được VIP 14 đẹp mà giá hợp lý quá. Đấy, còn set này nếu mà các chị đi may cho em ý nhá. Đi may cho em thấp nhất phải rơi vào tầm 450.000. Em này, màu đậm với màu sáng thôi chị ơi, chị thích lấy màu nào báo em.
VIP 14 ạ. Đấy, form này các chị nhìn đây ạ. Nó kể cả các chị mình mà thấp nhá. Các chị thấp hơn em một tí, các chị mặc dài một tí. Các chị mặc dài một tí nữa nó vẫn đẹp, nó tôn dáng và nó sang. Đấy, VIP 14 kèm số điện thoại giúp em. Vâng ạ, ok chị. Ok chị Thư Thư Nguyễn nhá. Đấy, VIP 14 kèm màu ạ, có giãn chị ơi và chất dày dặn ạ. Không phải là nó rất là mỏng, nó lại không ôm đâu. Đấy, chị Tuyết Mai ok, em chốt VIP 14 290 chị ơi. 290.000 đồng. VIP 14 kèm số điện thoại ạ. Đúng mã cho em. Đấy, đúng mã hàng. Cái xẻ này nó không xẻ cao quá đâu chị ạ. Bớt thoải mái này. Đấy, nó không xẻ cao quá. Bởi vì chất của nó là nó đã giãn rồi, cho nên không cần thiết phải xẻ cao. Mà dáng của nó là dáng bút chì. Nó rất là tôn dáng và sang cho các chị em nhà mình. Đấy, lấy màu đậm các chị comment màu đậm, hoặc là màu sáng các chị comment là VIP 14 kẻ đậm hoặc là VIP 14 kẻ sáng hơn. Có sai chị mặc có chị Thư Thương ơi. Còn đấy ạ, còn XL ạ. MXL và 2XL, nói chung con này thì bây giờ đang là tầm 60-61 cân đổ lại các chị mặc đẹp. 60-61 cân. Kể cả các chị có béo bụng một tí không sao. Đấy, các chị mà béo bụng này nhá, thì là cái phần vạt này này các chị này, nó đã che hết rồi. Đây ạ. Đấy, các chị mặc nó như là cái set rồi ấy, nhưng mà thực ra nó là set liền. Và khóa kéo ở đằng sau lưng này, từ đây xuống đây cho các chị mình. Khóa kéo đằng sau lưng, các chị lên mã hàng cho em Lan là VIP 14 kèm số điện thoại nhá. VIP 14 ạ, 290.000 đồng ạ. Em Lan bao form, bao chất đẹp. Các chị nhận hàng như em này mà không xinh thì không phải trả tiền. Em thật, chất nó đanh lắm mà nó mịn, nó mát và nó không thể nào mà xù lông được đối với chất như này. 63 cân á, em sợ hơi chật đấy chị ạ. 63 cân mà chị phải cao cơ. Nói chung là bình thường chị đang mặc size gì? Chị mặc size XL thì chị cứ lấy XL. Đấy, còn nếu mà chị đang mặc 2X thì con này không vừa được đâu. Đấy, con này không vừa được. Đẹp ơi là đẹp mà tôn dáng sang lắm ấy. Vừa đẹp vừa sang em nói thật. Mà con như này mà các chị không chốt được nữa thì em chịu luôn. Vừa đẹp vừa sang, tôn dáng. Đấy, em nhìn cho các chị nhìn màu. Hai màu nhá chị ơi. VIP 14 ạ. Em sợ chật đấy chị Thư Thư Nguyễn ạ. Em lại tưởng là chị hay mặc size XL. Con này em có đến XL thôi, nhưng mà em sợ là 65 cân chị ấy không? Chị bị chật không? Đấy, em vẫn thấy chị chốt XL nhà em, nhưng mà em sợ là chật. Nếu mà có 2X thì ok. Con này là VIP 14 các chị nhá, lên mã hàng là VIP 14 kèm số điện thoại ạ. Lấy màu đậm các chị bảo nhà em màu đậm. Thích lấy màu sáng là các chị lấy kẻ sáng cho em. Form chuẩn là chị mặc XL á. Nói chung là form này bình thường em chuẩn thì em vẫn mặc M. Thì con này em vẫn đang mặc M vừa đẹp. Đấy, con này em vẫn mặc M đẹp. Đấy, xinh ơi là xinh luôn đấy chị ạ. Như cái con 13 hôm qua thì em đảm bảo hơn, chứ con này thì em sợ hơi sát đấy chị Thư Thư Nguyễn ạ. Cái con 12, 13 hôm qua chị chốt ấy thì nó giãn hơn. Nó giãn nhiều hơn, mới lại form nó rộng hơn. Con này thì form nó hơi chuẩn. Form chuẩn đấy, em mặc M là sát vừa này. Đây này, em mặc M này vừa sát đây này. Đấy, VIP 14 các chị mình nhá. Lên đúng mã hàng cho em là VIP 14 kèm số điện thoại ạ. 290.000 ạ. Các chị chia sẻ like giúp em nhá. Cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ với ạ. Sướng lắm. Các chị ơi 29 nhá. 29 đây em đứng nguyên xem màu sáng các chị xem. Sáng thì nó trẻ hơn một chút, nhưng mà nâu này thì màu đậm này thì nó lại sang. Nó chìm màu và nó sang. Màu nào cũng đẹp, quan trọng là cả cái chất nữa. Cái chất và cái form nó cũng quyết định rất là nhiều. Đấy, chất và form quyết định rất là nhiều. Em Lan cao 1m58 đã mặc bên dưới đầu gối rồi các chị nhá. Thiên về dáng dài dài một chút ấy thì nó sẽ mềm mại hơn. Nó sẽ mềm mại hơn. Chốt đơn các chị mình lên mã VIP 10, VIP 14 cho em kèm số điện thoại. VIP 14 kèm số điện thoại ạ. 290.000 đồng. Váy canh mặc kia bao nhiêu, váy nào hả chị ơi? Màu nào ạ? Màu đen hay là màu đỏ hay là màu hồng? Màu đen váy mặc, canh mặc hay là màu hồng canh mặc? VIP 14 ạ, em qua mã luôn nhá. Mã hàng kèm số điện thoại hộ em.
hỏi màu nào ở giữa. Váy hồng đấy là 290. Váy hồng là 290. Ngọc Hân nhá. Con đấy là tặng các chị 290 đấy, con đấy cũng xinh. Đấy con đấy xinh ơi là xinh luôn. Đây ạ. À. Con này sẽ là VIP 16. Con này thì em tặng các chị em nhà mình 250.000 đồng. Chất bao sướng luôn. Sang ạ. À. Đấy, chị Thư Thư Nguyễn này, con này có thể chị mặc XL vẫn vừa này. Con này chị mặc XL vẫn bè đẹp luôn, form nó thoải mái hơn một chút. Con này chốt VIP 14 các chị mình nhá. Nó sẽ có lá cổ đây và có hàng cúc trang trí ạ. Chất thì dày dặn và mát ạ. Ôm form đẹp ạ, dáng xòe A nhẹ ạ. Dáng xòe A như thế này. Em tặng các chị mình mã này 250.000 đồng. 250.000 đồng lên mã hàng VIP 16 cho em kèm số điện thoại. VIP 16 ạ. VIP 16. Đấy. Giãn chị ơi, có co giãn chưa ạ? Co giãn và mát nhá. Gửi quần áo cho chị chưa? Chưa có chân váy chị ơi, đừng sốt ruột nhá. Chị Mỹ Trinh ạ, à, chưa có chân váy, từ từ hộ em với. Bởi vì cái con chân đấy nhà em đang đặt số lượng ấy. Thì phải chờ chờ em một tí, đừng dục quá nhá. Cứ từ từ, không mặc nay mặc ngày mai. Không mặc nay mặc ngày mai. Mã hàng cho em là VIP 16. Con này VIP 16 kèm số điện thoại ạ. À. 250.000 đồng ạ. À. Chất nó dày nhưng nó lại co giãn xuống. Đấy. Ok. Rồi ạ, à, ok chị Thi Ngô ạ. À. Hơn 10 cái như em à. Đẹp lắm chị ạ. À. Vừa đẹp vừa rẻ giá hợp lý rồi. Chị Thi Ngô quen chốt VIP 14 nhá. Đẹp mà giá hợp lý chị ơi. VIP 14 kèm số điện thoại nhá. Giãn và mát sướng ạ. À. Đấy, à đây là 16 quên. VIP 16 ạ. À. Không, em chốt đơn vào đơn nợ rồi. Em chốt đơn vào đơn nợ, về hàng cái em giả luôn, các chị đừng sốt ruột. Đấy, đẹp thì phải chờ đợi. Có lên sườn xám không? Chắc là không đâu chị ạ. Sườn xám thì chắc là em chưa lên được ngay đâu. Đấy. Vừa đẹp phải chờ đợi tí, mua được cái váy đẹp cũng sướng đúng không? Kéo khóa đằng sau lưng chị ạ. Đấy, kéo khóa đằng sau lưng và nó có lá cổ như này. 250.000 đồng. Lên đúng mã là VIP 16 kèm số điện thoại, em nhận đơn ạ, một màu ạ. Hàng co giãn ạ. Bao form với các chị đẹp. Vâng ạ, à, ok chị, đặt gì thì báo thì em gửi cho chị ơi. Báo thì báo các bạn gửi cho. Đấy, các bạn nó chốt đơn thì chị báo luôn. Dáng xòe A chị. Dáng xòe A. VIP 16 các chị mình nhá. VIP 16 kèm số điện thoại hộ em. VIP 16 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Chị hỏi em váy hồng thì chờ một tí nhá. Con đấy là VIP 15. Em đấy là VIP 15. Đây, em này là VIP bao nhiêu? 17. Em này là VIP 17, 70 cân mặc vừa. Đấy, các chị khách chung này. Khách chung phải chốt cho em mã này. Cái này nó không có size quá bé đâu. Nếu mà chung chung mình lấy con này, em này cũng xinh ơi là xinh luôn. Đấy, chung chung em lấy con này xinh lắm ạ. Giãn chị ơi, em này là đến khoảng 70 cân. Em nhận đơn. 70 cân em nhận đơn. Em này là VIP 17, hàng co giãn ạ, à, nhẹ mát ạ. À. Khách chung thì nên lấy mã này, rất là đẹp. Đấy, các chị có thể là trẻ thì các chị nhìn thấy là các chị mua hộ mua có thể tặng mẹ này. Đấy, tặng mẹ hoặc là tặng cô gì chú bác gì đấy, hợp là các chị mình đặt. Đấy để tặng nhá, làm quà tặng cũng rất là đẹp luôn. Em này xinh lắm mà nhẹ lắm chị ạ, à, mát nữa. VIP 17 nhá. Khách chung chốt cho em con này. Mặc đi đám cưới hay là mặc đi hội hè hay là nhảy múa hát ca gì đấy. Đấy, khách chung nhá. Mã này là mã chung rồi. Trung niên ạ, à, mình chốt mã này cho em là VIP 17 ạ. À. VIP 17 kèm số điện thoại, em nhận đơn. VIP 17 kèm số điện thoại ạ, à. Một màu thôi chị ơi, một màu tím ạ, à. Tay lỡ ạ, à. Và chất vải co giãn 4 chiều ạ, à. 70-75 cân em lăn bao đẹp. Khóa kéo đằng sau lưng ạ, à. Rất là dễ mặc. Đấy, khóa kéo đằng sau lưng. Lên mã hàng là VIP 17 kèm số điện thoại, một màu tím duy nhất ạ. À. Hàng co giãn ạ, à, và dáng kiểu như là suông suông. Suông vừa tầm. Không bị xòe quá, dễ mặc. Đấy, khách chung chốt em này cực kỳ sang luôn. Chị Mai Thu Ly ok em chốt đơn. Khách chung mà bỏ qua mã này rất là tiếc luôn đấy ạ. À. Đấy, bởi vì là gì nhỉ? Nó sang mà nó nhẹ. Màu đen đuôi cá pha gen á.
Để tí em xem cho. Em còn đang chưa nhớ ra mã nào ấy chị ạ. Chị Mai Thu Ly, ok em chốt đơn rồi nhá. Lên đúng mã hàng cho em và kèm số điện thoại ạ. Mã hàng và kèm số điện thoại giúp em. VIP 17 nhá, đúng mã hộ em ạ. Đấy, em này là VIP 17. Một màu tím ạ. Co giãn ạ. Xinh ơi là xinh luôn mà dễ chịu lắm. Đấy, khách chung mà chốt không chốt con này rất là tiếc luôn. Đấy. Các cô rồi nói chung là tuổi các cô, các mẹ đấy. Đấy, hát múa gì đấy hoặc cả đình đám mặc rất là đẹp. Đấy, mặc rất là đẹp luôn. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Có trả góp ạ. 40 mấy tuổi à? Hơn 40 tuổi á? Tầm 4 hơn 40 tuổi thì em sợ cũng hơi chứng. Đấy, chung chung hơn một chút nữa đi. Chung hơn một tí nữa thì lấy con này. Đấy, em đăng ảnh hôm nay. À, chưa có được về hàng đâu. Chưa về hàng đâu. Cứ chờ đấy, cứ để tiền ở đấy. Chị Hồng nhá. Cứ bán gà đi chờ em. Sắp về đến nhà rồi. Hàng sắp về. VIP 17 à. Ok chị Nguyễn Thúy ạ. 70 cân đổ lại em nhận đơn ạ. Đấy. Em là hôm nọ à, bảo các chị là bán gà đi. Các chị bảo Lan ơi chị bán gà rồi, chị sắp tiêu hết tiền rồi, váy chưa về à em. Bán gà bán chó. 60 tuổi mặc đẹp ạ. Đấy, chung chung cho em tí. Nói chung là tầm khoảng gần 50, 60 trở lên thì ok. Còn hơn 40 thì hơi trẻ. Đấy. Tầm khoảng gần 50, 60 hoặc hơn 60 vẫn đẹp. Đấy, còn nếu mà khách trẻ hơn là tầm hơn 40 tuổi là trẻ đấy. À, là mặc hơi bị trung đấy. Đấy, khách trung nói chung là các cô và các mẹ là mặc đẹp. Xinh lắm, mà dễ chịu ấy. Các mẹ là thích kiểu nhẹ nhàng như này. Mà nó lại mát nữa. Đấy, nó sang sang, nó có nét sang sang. Chứ còn nếu mà trung trung vừa vừa thì tầm 40 thì vẫn mặc bị hơi trưởng quá. Xinh lắm. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. VIP 17 các chị đẹp nhá. VIP 17 kèm số điện thoại ạ. À. VIP 17. Bao nhiêu cân mai nhỉ? Em tư vấn sai số cho các chị mình vừa. Em qua mã luôn ạ. À. Hàng co giãn sướng lắm chị ơi. Co giãn bao sướng ạ. À. Mã hàng kèm số điện thoại hộ em. Nhiều mã đẹp chị ạ. Nhà chị không nuôi gà, chỉ nuôi chim thôi. Thế là bán chim đi. Bán chim đi hay là như nào? Nuôi chim à? VIP 17 200. Em chưa nói giá sao nhở? 240 ạ. Con VIP 17 là 240. Em báo giá con đấy chưa các chị? Em báo giá con 17 chưa nhở? Hay quên? Thử váy canh mặc màu hường đi rồi chờ em tí ạ. Chờ em tí, em quên không báo giá con VIP 17 vừa xong là 240.000. VIP 17 vừa xong là 240 các chị mình nhá. 240.000 VIP 17. Trên trang tường có chị à, có nhà người ta chạy chạy like à, chạy chạy quảng cáo ấy là 500 500 mấy đấy, hơn 500 đấy. 550 hay 500 mấy gì đấy đấy. Cái con như thế đấy, cái con tím tím vừa xong ấy, con 17 ấy. Có nhà bán hơn 500 cho các chị mình đấy. Đây này, con này xịn sò lắm luôn. Mà em cũng tặng các chị mã này chỉ có 390.000 đồng thôi. Đấy, mã này xịn sò con bò lắm luôn. Mặc gọi là bao xịn, bao sướng luôn. Bao phê luôn. 390 nhá. Size 75, 78 cân, 80 cân đổ lại em chốt đơn. VIP 17 vừa xong, con tím vừa xong là các chị lên cho em là VIP 17, 240. Con này em tặng các chị mình VIP. VIP bao nhiêu nhỉ? Con này VIP 13. Đấy, VIP 13. Thỉnh thoảng lại cài cái đầu cái nhìn như con rồ. Dáng A, chất mắt lạnh luôn, hàng Quảng Châu cao cấp ạ. À. Em tặng các chị mình 290.000 đồng. Sờ vào là cũng sướng rồi. Sang ạ, à, 390 ạ. À. Lên mã hàng là VIP 13 kèm số điện thoại em nhận đơn. VIP 13 290.000. 290, à quên, 390. 390. VIP 13. Sang xịn mát luôn chị ơi, đủ size ạ. À. Đủ size từ khoảng 75 78 cân đổ lại các chị lên đơn.
Bao nhiêu cân các chị thích? 13, các chị chốt 13 cho em. Con này thì nó cũng quá đỉnh luôn. VIP 13. Các chị mình cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ và chấm bài giúp em nhá. Chất nó dày ạ. À. Con này là chất kiểu như là hàng Quảng Châu cao cấp, sờ vào cái chất nó mát đấy ạ. Còn đầm kẻ đỏ. Còn đầm kẻ không? Mã bao nhiêu hả chị ơi? Mã bao nhiêu hả chị Huệ? Huệ ơi, có mã không ạ? Có mã cho em. Kẻ em còn đấy nhưng mà không biết chị hỏi mã bao nhiêu. Thôi rồi, từ từ để em lên từng mã một. Vừa nãy em cũng có con kẻ 14 đấy. Con kẻ 14 em vừa lên xong, xinh ơi là xinh luôn. Chị nhận được lắc tay rồi, đẹp. Chật đã thế à? Đấy à, không phải gửi em đổi cho vậy. Không phải để ai vừa thì để lại cho họ. Thế em gửi cho cái to hơn. Đẹp. Đấy. Chất nó dày dặn nhá. Con này một màu thôi chị ơi. Chốt đơn các chị lên mã này cho em Lan VIP 13. VIP 13 kèm cân ạ. À, VIP 13 kèm số điện thoại ạ. Thích lắm mà hết tiền ạ. Trả góp đi. Chị Lan Anh trả góp. VIP 13 kèm số điện thoại em nhận đơn. VIP 13 390.000 hàng Quảng Châu cao cấp. Các chị ra ngoài cứ mua khoảng tầm 600 em này là chuyện bình thường. Đấy, 600. Chất giãn dày dặn, mát và đanh vải nhá. Lên đơn cho em Lan VIP 13 kèm số điện thoại em nhận đơn. Size đến 75 78 cân ạ. VIP 13. Còn đầm kẻ không? Em đang không biết chị hỏi cái kẻ nào, mấy kẻ nào à? Màu hường gì đấy, chị nào chờ em một tí nhá. Các chị nào bảo hỏi màu hường nhỉ? Màu hường là con VIP 15 hồng. Đây chị ơi. Em này đúng không? Em kẻ này xịn sò không? Em kẻ này nhà em cũng đang báo đơn luôn. Đấy, kẻ này ạ, giãn mát sướng sang đẹp ạ. 420.000 đồng. Mã hàng cho em là VIP 19 kèm số điện thoại. VIP 19 kèm số điện thoại ạ, 420 ạ. Size đến 75 78 cân em lên bao đẹp ạ. VIP 19. VIP 19 kèm số điện thoại nhá. Dáng liền và kéo khóa. Đấy, kéo khóa giọt lệ ở cạnh sườn này. Các chị béo, các chị gầy này không bị lộ khuyết điểm ạ. Không bị lộ khuyết điểm. Rất là mát luôn. VIP 19 kèm số điện thoại cho em. VIP 19 ạ. Các chị chốt đơn cứ để lại đúng mã hàng em nhận đơn nhá. Đấy, đúng mã hàng cho em nhận đơn. VIP 19 hàng Quảng Châu ạ. Cổ của nó sẽ là cổ tim vuông như này các chị mình này. Đấy, hơi trang trí này. Chất thì nó dày dặn nhưng mà nó mát lắm. Đai của nó sẽ là đai liền. Và màu kẻ của nó sẽ là kẻ kiểu như là tông màu nâu vàng. Sang ơi là sang luôn. Đẹp ơi là đẹp. Trẻ mặc được, trung mặc xinh ạ. Không bị hở hang gì hết. Các chị lên mã hàng này cho em là VIP 17 kèm số điện thoại nhá. À quên. Con này 19 chứ nhỉ? VIP 19. VIP 19, VIP 19. Em nhầm. 19 ạ. Nhiều mã quá, tẩu hỏa nhập ma luôn đấy các chị ạ. Suốt ngày mã mấy mẫu mẫu. VIP 19 cho em và kèm số điện thoại. Bao nhiêu cân mai nhỉ? Em tư vấn sai số cho các chị mình vừa. 420.000 đồng ạ. Sờ đến nơi các chị mình sờ cái váy rồi, các chị đã sướng rồi. Sờ đến là muốn mặc rồi, bởi vì nó rất là mềm mà nó mát. Mà nó đanh ấy ạ. Đanh chất, nó đanh ơi là đanh luôn. Đấy. Dáng xòe A như em đang mặc ở trên người. Các chị chốt đơn lên mã hàng là VIP 19 kèm số điện thoại em nhận đơn. 420 chị nhá. 420.000 đồng. Hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Đấy, hàng Quảng Châu. Túi hai bên đây ạ. Những cái con này thì hầu như là con nào cũng có túi. Những con xịn sò. Đấy. Có túi. Chất co giãn bao sướng luôn. Bảy coi như là chị nào cũng vừa luôn đấy ạ. Đến 80 cân là... là chị nào còn béo lắm, đến 80 cân thôi đúng không? Đấy, đến 80 cân thôi. Nhìn mã giúp em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là VIP 19 kèm số điện thoại. VIP 19 và kèm số điện thoại em nhận đơn. Đầm kẻ cổ tròn. Có hàng quy ở giữa. À đây,
Rồi ok em qua mã luôn. Đây. Con này là giờ con này là 20. VIP 20. Con này là VIP 20. Con này cũng 420, đẹp lắm chị ơi. Con này 420.000 đồng. Con này xinh ơi là xinh ạ, đẹp lắm. Dáng của nó à. Đấy ở ngoài thì nó đẹp hơn, trên live lên live nó bị hơi rối rối. Nó bị hơi rối các chị. Đấy. Đẹp lắm. Con này là VIP 20 nhá. Nơ đây đúng không ạ? Đấy, có cái nơ ở giữa. VIP 20, con này cũng size đến tầm 75 78 cân là bao đẹp. 75 78 cân chốt đơn mã hàng là VIP 20 kèm số điện thoại em nhận đơn. VIP 20 75 78 80 cân chốt đơn. Đấy, VIP 20 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đai liền có túi và chất co giãn. Dòng này là dòng như là chất u mì à cái gì nhỉ? Chất cốt tông ép lạnh của hàng Quảng Châu. Sướng lắm các chị ơi, sờ vào nó mát lắm, mặc lên người mình đã dễ chịu rồi. Đấy, chị mặc váy màu hường, kênh mặc đi chờ nửa phút nữa em ơi, nốt mã này nhá. Chị biết rồi nhưng mà phải đang đang tiện mã ấy. Đấy, đang tiện mấy cái mã của nó đã phải chạy theo mã. Bây giờ nốt mã này lên. Các chị chốt đơn em này thì lên cho em mã hàng VIP 20 kèm số điện thoại 80 cân đổ lại em nhận đơn. Con này mà không đẹp nữa thì em cũng chịu luôn. Dáng của nó đẹp và dễ mặc vô cùng, vừa đẹp vừa sang ạ. Chị Mai Ngô kem chốt VIP 19 rồi ạ. Đấy con này là VIP 20 cho em nhá. VIP 20 kèm số điện thoại 80 cân đổ lại em nhận đơn. 80 cân ạ. VIP 20 kèm số điện thoại ạ. Bộ thể thao bao nhiêu ấy chị? Có nhiều mã mà. Bộ thể thao nhà em cũng vừa tiền hơn 100.000. Đấy còn hàng. Tẹo nữa tí nữa thì kịp giờ giờ thì em lên cho. Đấy. Con này lên đơn là VIP 20 nhá. VIP 20 kèm số điện thoại, dáng của nó hơi a như này ạ. Mát lắm chị ơi. Rồi ôi, mặc còn không muốn tay ra ấy ạ. Chất nó dày dặn nhưng nó mát, nó đanh chất. Đấy. VIP 20 kèm số điện thoại một màu thôi ạ. Một màu. Một màu. Chất co giãn. Giãn và đanh, sướng. À, con này là gì nhỉ? Chất nó là chất cốt tông ép lạnh của hàng Quảng Châu. Chất gì ạ? Cốt tông ép lạnh của hàng Quảng Châu, nó dày nhưng nó mát lắm chị ạ. Đấy sờ vào những chất này các chị chỉ có sướng thôi, mát tay luôn. Chị xem VIP 19 em vừa qua mã xong. Đấy. Đây 19 đây. 19 em vừa qua mã xong là gì? Đấy 19 nó là cái kẻ nâu vàng đây này. Váy của nó sẽ hai mặt như này. Rất là mát luôn. Mát lắm chị ạ. Hàng này hàng xịn sò rồi. Em bán các chị mình những hàng bình thường kia các chị đã không chê được rồi. Đây là những dòng cao cấp rồi. Mà giá nó như này là giá bình dân lắm rồi đấy ạ. Chị Lan Anh Bùi ok chốt VIP 20 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại ok. Mã hàng kèm số điện thoại. Làm gì có 399 chứ chị nhầm nhà ai thôi. Nhà em không có mã nào 399 bao giờ. 400 là 400 chứ không có 399. Không có 399. Đấy. Đấy là vừa xong là con VIP 19 đấy. Em vừa rơi là con 19 đấy chị Nguyệt ạ. 19 là nâu vàng đấy ạ. Đấy. Bao nhiêu tiền? 420 chị ơi. 420.000 đồng mã hàng VIP 20 hàng Quảng Châu cao cấp chị mình nhá. Con này là hàng Quảng Châu ạ. Chất của nó là dạng cốt tông lạnh ạ. Chất cốt tông ép lạnh hàng Quảng Châu cao cấp. Sờ vào là sướng lắm. Đấy nó dày nhưng mà nó lại đanh chất. Nó đanh ạ. Suông ạ. 420.000 đồng. 420 ạ. Các chị ra ngoài những hàng thời trang quý bà các chị mua cho em ngoài thị trường ấy. Tùy tỉnh thành thành phố của các chị. Những cái tỉnh thành phố lớn thì con này rơi khoảng tầm 700, 700 rưỡi là chuyện bình thường. 800 là chuyện bình thường. Còn những tỉnh vừa vừa thì các chị ở ngoài các chị mua hộ em 600. Đấy, 600. Bởi vì là ở ngoài người ta còn cộng nhiều thứ lắm. Size bé nhất là size L chị ạ. Bé nhất là có L thôi. Nó đánh từ L, XL, 2X và 3XL. Chị Thi Ngô kem chốt VIP 20 ạ.
Có lắc tay không chị xem mà, ok. Đấy, inbox cho em sang bên Messenger để em gửi mẫu cho chị Thanh nhá. Bây giờ em chưa like được đâu. Ủa chết rồi, gà vừa nãy nó cào em xước hết cả tay này. Gà nó cào em, vừa đi bắt gà đây bây giờ mới để ý nó cào em xước hết cả tay rồi. À, gì nhở? Con này nó đánh L, XL, 2X và 3XL. Đấy, em đang mặc size nhỏ nhất là size L rồi. Bé nhất là có size L. Con này bao xịn cho các chị, mình không phải nghĩ gì đâu ạ. Các chị ăn mặc mãi, các chị sờ cái váy các chị biết ngay. Sờ cái gì các chị đánh giá được chất form, kiểu là nói chung là giá tiền luôn. Các chị cứ ra ngoài các chị mua hộ em con này xem bao tiền. Đấy. Nhà em bán livestream thì bao giờ giá cũng rất là ok. Bình thường ngoài mà người ta vài chục nghìn là không được, bởi vì là còn tiền nhà, tiền thuế, tiền nọ, tiền kia. Mà em bán chạy live cho các chị mình là ok. Có đầm ngắn hơn không? Tí nữa xem mã khác chị nhá. Tí nữa mã khác ạ. VIP 20 kèm số điện thoại ạ. VIP 20 420.000 đồng. Các chị nhìn cho em đã. Form đã rồi đến nơi các chị xem chất cho em. Màu sắc thì nó không quá lòe loẹt, nhưng mà tông màu của nó lại sang, nhẹ nhàng và sang. Đấy kiểu cách rất là nhẹ nhàng luôn và sang ấy ạ. Tông màu rất là thích luôn. Quảng Châu cao cấp ạ. Những cái tông này à, màu này à, những cái dáng này là dáng của hàng Quảng Châu, chứ còn nếu hàng Việt Nam là em chưa có. Đấy, hàng Việt Nam thì chưa nhập được. Mã hàng cho em là VIP 20 và kèm số điện thoại nhá. 75 78 cân. Em nhận đơn. Đấy, em qua mã luôn. Chị nào vừa hỏi em con nào nhỉ? Con hồng này đúng không? VIP 20 ạ. Các chị cần mặc màu nào thì cứ bảo em nhá. Cần mặc màu nào thì bảo em màu đấy. Em này cũng xinh lắm chị ơi. Cho chị xem cái sườn xám màu xanh tay lửng 67 cân. Sườn xám màu xanh tay lỡ 67 cân. Chắc là chưa có đâu. Mới để em xem nó chị Sơn Hồng nhá. Chị Đồng Mon ok, em chốt đơn VIP 20 ạ. Ok, em chốt đơn chị Đồng Mon. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Để tí em nghĩ xem nào. Màu xanh thì em có nhưng mà lại size to như vậy thì sợ không 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 còn đấy chị Sơn Hồng ạ. Sợ size to không còn. Đây ạ, mẫu của chị nào hỏi em màu hồng giúp đây. Của canh đang mặc ở đằng sau. Đấy, em canh đang mặc ở đằng sau. Đây ạ. Người mặc canh mặc. Người mặc canh mặc ạ. Đẹp luôn ạ. Ôi, ôi. Khổ thân quá, móng cay bóng vào ra rồi. VIP 15 290.000 đồng em này. 290.000 đồng. VIP 15 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Màu hồng này nó không hẳn là hồng ruốc, nó kiểu như là dạng thiên về màu hồng hơi cam cam ấy. Đấy, màu hơi cam cam. Em đang chưa kéo được hết khóa đây này. Mỗi một mình em chưa kéo được hết khóa. Em còn đang bị lật cả móng tay lên rồi đấy. VIP 15. Chị Haron em chào chị. Chị Huấn Văn em chào chị nhá. 40 cân ạ. Em này thì có size bé cho các chị mình. Từ 40 cân và đến 60, 61, 62 cân tùy chiều cao. Tùy chiều cao của các chị mình. Ba màu chị ơi. Ba màu ạ. Đây em lấy tông màu này cho các chị xem. VIP 15 ạ. Em này là VIP 15 chị nhá. Em này là VIP 15 màu hồng. VIP 15 em có màu xanh. VIP 15 em có màu đỏ đô sáng. Lên like bị tươi rồi. Lên like là màu đỏ mất 3 tông rồi. Bao nhiêu ạ? 290.000 đồng. Riêng mẫu này là em cũng đang tặng mình, gọi là giá để tương tác thôi, không phải lo gì. Hàng bao form bao chất đẹp. 290 ạ. 3 màu các chị nhá. VIP 15 màu đỏ đô sáng. Đấy em này này. Tươi nhưng mà nó là tươi đậm. Đấy nó không phải là tươi cờ. Nó không phải là tươi cờ, rất là dễ mặc luôn. Lên like bị tươi mất mấy tông rồi. Màu xanh ghi này thì cực kỳ lạ luôn này. Dáng của nó là dáng bút chì đó. Bút chì suông như em đang mặc trên người.
VIP 15 kèm màu kèm số điện thoại của em. Hoặc là VIP 15 kèm số điện thoại. Bao nhiêu cân mai em tư vấn sai số cho các chị mình vừa. Đấy. 290 chị ạ, 290.000. Chất thì hàng công sở, bao chất bao form đẹp. Hàng hãng của họ giá cài là hơn 600.000 luôn. Đấy, VIP 15 kèm màu hồng. Màu này trẻ mặc được, chung mặc đẹp ạ. Màu xanh này cũng như vậy. Màu đỏ 57 cân vừa chị Nguyệt ơi, lên số điện thoại ok. Đẹp lắm, nhận hàng mà xem trong con này ở ngoài nó có đẹp hơn trên like không? Đẹp lắm luôn. Từ hôm qua đến giờ bao nhiêu người nhận được con này, cảm ơn em rối rít rồi. Áo A7 màu vàng cho chị Bùi mùa ok. Lên like cái màu xanh ghi này nó bị phản sáng đấy chị ạ. Chị Nguyệt này, chị Bùi mùa Bùi ok rồi ạ. Đúng mã hàng là VIP 15 các chị đẹp nhá. Dáng của nó sẽ là dáng bút chì và nó hơi suông suông a. Các chị mình mặc béo này, mặc bị kiểu như là hơi lép mông hoặc là chân các chị mình có to một chút cũng ok, bởi vì nó không ôm bó quá vào người cho các chị, bởi vì form của nó là dáng chuẩn của công sở. Hàng này á, form của nó đẹp, chất nó đẹp lắm. Đấy. Đẹp lắm luôn ý ạ. Hôm nay chị nhận được ưng đúng không ạ? Bao nhiêu người nhắn tin cảm ơn em con này, bảo em ơi đúng thật. Đấy, chị cứ thấy đỏ quá nhưng mà về mặc đẹp lắm, màu nó vừa đẹp. Em không nói sai đâu ạ, màu nào như nào em báo như thế. Các chị nhận được mà màu đỏ này mà các chị không ưng nữa, không mặc được cái màu đỏ nào luôn. Tại vì là em xem like thì em biết là nó bị, đây để đang nhìn vào gương thì rất là đẹp, nhưng mà nhìn vào màn hình đây nó tươi chót như này luôn. Nếu mà ở ngoài mà màu này không ai dám mặc luôn. Nhưng mà nếu các chị thích tông đỏ, các chị lấy con này cho em. Đẹp ơi là đẹp luôn. Màu hồng nhá, màu xanh ghi này cũng lạ này chị này. Đỏ này cứ bị bực ơi là bực, là vì lên like nó bị tươi quá. Đây là kiểu như tươi đậm chứ không phải là tươi đô. Màu đỏ đô nó lại khác. Màu đỏ đô thì nó lại khó mặc hơn. Đấy có 290 nữa. Dáng đây ạ. Đẹp lắm, không bó quá đâu chị ơi. Đây nhá, phần thân các chị nhận được nó sẽ xuông nhá. Đấy, nó không bó vào người đâu, nó chỉ bó ở trên này thôi này. Đấy, các chị đừng bảo là bị rộng nhá. Nó phải là hơi xuông như thế, nó không bị lộ khuyết điểm. Mà mình bước đi bước lại nó thoải mái các chị ạ. Bước đi bước lại hay mình mặc cả ngày nó thoải mái lắm. Chất của nó không giãn nhiều nhưng mà nó lại sướng. Chất không giãn nhiều nhưng em lan bao sướng luôn. Màu hồng, hồng hơi cam cam một chút. Đẹp lắm. Đấy, VIP 15 các chị cứ lên đơn đúng mã hàng kèm số điện thoại em nhận đơn. VIP 15 và kèm số điện thoại. VIP 15 kèm số điện thoại. À đằng trước đằng sau đây. Nếu mặc dáng ưng chị lấy thêm màu hồng đẹp chị ơi. Chị Loan Ngô ok em chốt. Đây màu xanh này cũng đẹp này. Đẹp lắm. Nghe em đi nhá. Em không nói sai các chị bao giờ. Ok chị, em chốt đơn chị Loan Ngô. Chị gì nhỉ? Ok chị nhá. Chị Nguyệt ơi ok ạ. À. Đây, em quay đằng trước đằng sau cho các chị mình xem. Có 29 thôi ạ. À. Màu này thì màu xanh này ở ngoài đẹp lắm. Lên like nó bị phản sáng đấy ạ. À. Đấy. Con này á, tầm khoảng 60 61 cân thôi chị ơi. 60 61 40 cân. 40 cân trở lên. Đến 60 61 cân thì em đang bao đẹp cả form cả chất luôn. Dễ chịu ạ. À. Đấy. Dễ chịu lắm. Màu xanh. Nếu các chị thích lạ một chút nữa các chị lấy tông màu này. Nếu mà để bảng màu váy ấy thì màu này chưa có nhiều. Đấy, nó không hẳn là xanh da trời, không hẳn là xanh nước biển, mà nó là màu xanh cũng không hẳn là xanh ngọc. Đấy, nó xanh xanh kiểu ghi ghi ạ. Màu ghi kiểu như xanh ghi sáng ấy. Sang ơi là sang luôn, nhẹ nhàng và đẹp ạ. Chị mua hàng thì em cái nào cũng ưng ạ. Em cảm ơn chị. Không ưng các chị vào đây chửi em chết đúng không? Không ưng các chị, mà nói chung là bán hàng nó do cái mắt thẩm mỹ của mình chọn hàng thôi. Đấy, em cảm thấy đẹp thì chắc chắn là các chị cũng thấy đẹp. Bao nhiêu cân mặc vừa, VIP 15, 40 cân đến 60, 61 tùy chiều cao. 40 cân đến 60, 61 tùy chiều cao. Đấy, các chị cũng bảo là dồi ôi cái màu xanh này chị thấy ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like. Màu đỏ cũng nuôi bị như vậy, màu hồng là chuẩn màu. Nhưng màu này bị không đẹp được bằng ngoài đâu, các chị mình yên tâm. Không sáng hẳn nhưng mà nó lại kiểu như là sang. VIP 15 cho chị bảo lấy màu gì hả chị ơi? Đẹp lắm, 290 chị ơi. 290 ạ. VIP 15 kèm số điện thoại. VIP 15 kèm số điện thoại. Dáng của nó là bút chì kiểu như là bút chì hơi A nhá. Đấy, đây. Không xẻ cao quá, các chị mình công sở đi làm thoải mái luôn. Đi làm cả ngày thoải mái ạ. Phần thân ống đây các chị nhìn này.
Nó rộng này, nó thoáng này, nó dài vừa tầm này. Mình không bị ngắn quá, không bị bất tiện ạ. Trẻ mặc được và trung mặc đẹp cho em. VIP 15 kèm số điện thoại ạ. Đấy, màu đỏ ạ. Ok, đỏ ngoài đẹp lắm, chị cứ nhận hàng mà xem nhá. Cả con này nữa, còn mỗi con hồng này chuẩn màu thôi. Con này ngoài xinh hơn nhiều. Đấy. Mười lăm đỏ, bây giờ em lên 15 đỏ ạ. Chị Loan Ngô chốt 15 xanh phải không chị ơi? 15 này là màu xanh cho em. Em gọi là màu xanh ghi. Đấy, màu xanh ghi các chị nhá. 40 cân có cả size S chị ơi, 40 cân có size S vừa. Còn nếu 40 cân mà không vừa thì size S nữa thì không có bao giờ mua được váy đẹp đâu. Đấy, khổ. Chị 40 cân hay em 40 cân cũng vừa luôn. 60 61 chị nào gọn thì 62 cân vẫn vừa. Con này tặng các chị mình 290 luôn, các chị nhận hàng là cảm ơn em đúng không? Hôm nay bao nhiêu chị khen con này rồi đấy ạ, mặc đỏ đi vâng ạ. Đấy đỏ này bực cái là lên like nó màu nó không đẹp thôi, nó tươi thôi chứ còn thì nếu ở ngoài thì các chị chốt túi bụi luôn. Vì cái màu đỏ nó là màu truyền thống rồi. Đấy các chị mình cứ là nhiều lúc không dám thay đổi ấy, cứ thích cứ là đỏ mới là đen kiểu như thế. Thế nhưng mà những cái tông màu nó lạ lạ một chút nó sang. Đấy, lạ một chút thì nó sang. Đẹp lắm, còn nào cũng đẹp. Chất nó không giãn nhiều nhưng mà nó lại 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 suông chất, mát chất sướng. Đây chị này. Đỏ này. Đỏ. Không dám thay đổi thì các chị cứ lấy đỏ cho em. Các chị bảo chị nhiều váy đỏ lắm rồi, chị lấy cái khác thôi. Nhưng thực ra màu đỏ nó vẫn là màu truyền thống. Đấy 290 ạ, 58 cân vừa chị ạ. Bình thường mình mặc size gì thì cứ bảo em size đấy nhá. Bình thường em mặc chuẩn M, con này em Lan vẫn mặc M. Đây ạ, đẹp từ những cái tay này. Nó nhấn nhá này, cái hoa này, mềm mại đẹp. Hai chín ạ. Nhá. 290.000 đồng trừ hao cho em đi tầm 3 tông. Có nghĩa là ở trên live các chị đang nhìn thấy nó là màu đỏ tươi thì ở ngoài nó là tươi đậm. Nhá. Ở ngoài nó là màu tươi đậm ạ. Các chị chốt đơn mã này lên VIP 10 cái gì nhỉ? 15 cho em kèm màu đỏ. Em này thì em dám tự tin với các chị là giá tiền đấy là giá gọi là em tri ân luôn. Đấy. Và các chị nhận được những con này mà có giá 290.000 là các chị cũng khó bao giờ mua được ấy ạ. Thật sự. Nếu đúng cái chất này, đúng cái form đẹp đến như thế này mà các chị mua bỏ ra 290.000 mua con này là cũng sẽ là hiếm hoi. Đấy, dáng nó đẹp, chất nó đẹp, giá hợp lý. Đúng không ạ? Dáng bút chì nhá, không phải bị dài ạ. Em Lan cũng rất là thích mặc dài như này. Mặc dài một chút thì giống trông nó kiểu như là nó mềm mại hơn, nó tự tin hơn. Đấy. Chị Sơn Hồng, chị thấy em treo toàn hàng đẹp cứ chờ em tí. Chờ em mai em bán cho dạ hội đúng không? Dạ hội rồi là sườn xám rồi các kiểu. Nhưng mà dạo này em Lan cứ bị lười bán đấy. Lười bán. Mã hàng cho em ạ. À. Các chị chia sẻ like hộ em mới nhá. Cho em xin mỗi chị mình một hai lượt chia sẻ để mời bạn bè giúp em ạ. À. VIP 15 và kèm màu đỏ. VIP 15 màu đỏ. Đấy em qua mã luôn. Nhớ cho em ngoài nó không tươi này đâu. Xinh ơi là xinh luôn. Xinh ơi là xinh luôn. Đây. Đây, em qua mạng nữa. Mai em gửi luôn cho chị để theo địa chỉ cũ á. Chị nhắn tin vào mét cho em với. Chị Nguyệt, nhắn tin vào Messenger cho em để cho nó hiện lại thông báo lên, quá em tìm chị nó khó. Nhắn tin Messenger cho em mai em. Các bạn ấy chốt đơn hoặc là chị cứ nghe điện thoại đi, các bạn gọi lại để xác minh lại mã cũng được. Đấy, tại vì sáng mai các bạn ấy chốt đơn sợ lại không 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 biết chị ấy. Nếu mà có tin nhắn thì ok. Sợ quá.
Lật cả móng tay lên rồi. Sáng nay đi trồng được mấy cây rau, thế là lật cả móng tay lên bây giờ này. Đau ơi là đau luôn ấy. Bốc đất trồng rau, hai vợ chồng sáng nay đi trồng rau sớm. Không làm được những cái việc. Dậy sớm được không? Đi bốc đất trồng rau rồi hỏng cả móng tay. Đi cấy được à? Đi cấy được mấy cây rau thì mai lại mất bộ móng tay mấy trăm nghìn. Quá tội. Đau ơi là đau ấy. Nó lật hẳn ra nó ấy. VIP 22 chị mình ơi. Con này là VIP 22 nhá. Đấy. VIP 22 kèm số điện thoại. VIP 22 kèm số điện thoại ạ. 420.000 đồng. Con này thì bao sang bao đẹp luôn. Đấy. VIP 22. Đúng mã hàng cho em. 80 cân đổ lại em nhận đơn. VIP 22 kèm số điện thoại ạ. 420.000 đồng. 420.000 đồng. Con này mà bán 200 mấy thì có thể là một ngày em bán mấy nghìn con nhá nhỉ các chị nhỉ. Ngày mà con này bán 200 mấy thì đúng là một ngày bán mấy nghìn con. Mấy vạn con luôn. Đẹp xịn sò luôn chị ơi, ở ngoài nó đẹp hơn nhá. Ở ngoài đẹp hơn, nó sẽ có lá cổ như này này. Đấy, cổ sen hơi lệch này. Đấy, cổ sen lệch ạ, à, đai liền ạ. À. Chất vải thì hàng đẹp xịn sò rồi. Đấy, chất cốt tông ép lạnh của hàng Quảng Châu các chị nhá. Dày dặn, mát, ôm form đẹp. Đấy, con này thì hiện bây giờ em đang hết bị hết size bé rồi. Bây giờ đang còn size to. Các chị chốt đơn mai nhà em về em bù hàng em giả. Em đang phải mặc kẹp vào đây ạ. À. Tại vì đang hết hết size bé mẫu của em. Đấy. Các chị chốt đơn em này lên mã hàng VIP 22 kèm số điện thoại ạ. À. 420.000 chị ơi. 420 ạ. À. Dáng của nó hơi A. Chất mát sướng. Đấy, sang ạ. À. VIP 22 con này nhà em cũng đang bão luôn con này. Con lúc nãy là cái gì? Con lúc nãy là con nào à chị ơi? Con lúc nãy là con nào ạ? À? Con vừa xây ra. Con vừa thay ra là VIP VIP 15, con đỏ con xanh đấy á. Chị Vân Nguyễn, khổ thân. Vừa vào à hay là như nào mà lại con lúc nãy là con nào? Con lúc nãy là con đỏ này á, con xanh ghi mấy con hồng này mã này á hay là mã nào? Con đỏ vừa xong là mã bao nhiêu hoặc con kẻ mã bao nhiêu, con kẻ thì lật lại là em không biết rồi. Vì là bây giờ qua lâu rồi. Không thì chia sẻ like với trang cá nhân của chị đi. Xong rồi tí nữa xem lại like cho em. Thích con nào bảo nhà em con đấy. Đấy, con đỏ này là VIP VIP 15 đấy ạ. Đỏ với xanh ghi này là VIP 15. Còn em đang mặc là VIP 20 22 nhá. 420.000. VIP 22 420. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là VIP 22 kèm số điện thoại ạ. 420 ạ. Rồi. Màu đỏ ạ. À rồi ok, đấy là VIP 15 chị ơi, 290 thôi. Con này thì hàng của Việt Nam nhưng mà chất form cũng đẹp. Đấy, hàng Việt Nam nhưng mà chất form của nó đẹp lắm. Mã hàng cho em là VIP 15 con này đấy. Con màu hồng này, màu xanh, màu đỏ đấy chị. Đấy. Hồng, xanh và đỏ là của VIP 15, 290, size từ 40 đến 61 62 cân. Đấy, size từ 40 đến 60 61 cân em lan bao đẹp. Con này em đang mặc trên người là VIP 22 420.000 đồng. Con này các chị mình mặc đi làm, mặc đi chơi đều đẹp và sang hết ạ, và mát lắm. Chất nó dày nhưng mà nó mát. Đấy, dày theo kiểu mát đanh chứ không kiểu như là bít rít nóng. Mặc sướng. Đấy, không bị lộ khuyết điểm ạ. Các chị chân to, các chị chân bé, các chị đều mặc được em này. Em này của em ạ. Chân to, chân bé, kể cả khách trung tuổi. Rất là đẹp luôn. Các chị chốt đơn thì lên mã này cho em VIP 22 nhá. Ưng mã nào thì comment mã đấy cho em. Có cổ ạ. Chất thì hàng cốt tông ép lạnh của hàng Quảng Châu rồi. Đấy.
Bà này ăn gì mà người đẹp dáng ngon à, giảm cân suốt ngày đấy chị ơi. Chị lấy hai cái miễn ship rồi. Ôi con trâu được còn mua được còn cứ lo cái chạc làm gì, cho nó đau đầu. Chị Nguyệt Nguyễn nhá. Ok. Đấy, lấy cái gì báo nhà em. Có ăn cái gì đâu chị ơi, cả ngày chỉ có làm việc với uống nước thôi. Chị Hưng Nguyễn ạ, à, còn suốt ngày phải ăn kẹo giảm cân ấy. Suốt ngày phải ăn kẹo giảm cân. Mã hàng cho em là VIP22 kèm số điện thoại ạ. À. Ăn gì à? Toàn nhịn thôi. Uống nước và làm việc nhiều. Xinh lắm. Các chị ơi, con này thật sự là quá xịn luôn, không phải là xịn nữa. Các chị không dinh được em này tiếc lắm. Dòng Quảng Châu ấy thì rằng là gì à? Về một lần, về một đợt. Đấy. Vì kiểu như là không táo lại được mẫu. Chất của nó thì bao gọi là không à, chất của nó thì quá đẹp, form đẹp rồi. Nhưng mà hàng lại không bị đụng mẫu nhiều. Đấy, không tái đi tái lại được. Đấy, đẹp lắm luôn. 80 cân em nhận đơn ạ. À. 80 cân đổ lại các chị lên mã hàng là VIP22 nhá. VIP22 kèm số điện thoại nhá. Nó co giãn nhiều chị ơi, đây đây. Em đang mặc chật đây đúng không? Em kéo này. Nó dày, à nó giãn nhưng mà nó lại giãn đanh. Nó không phải là giãn kiểu như giãn ráo vải ra, cho nên mình yên tâm, các chị mặc mấy năm sau con váy này vẫn thích. Đấy. Mấy năm sau vẫn thích luôn. Dáng của nó lỡ lỡ, em Lan đang cao 1m58, các chị mặc dài như này nó sang này. Nó vừa mềm mại, nó vừa kín đáo và nó sang trọng. Đai của nó sẽ là đai liền bắt đầu từ cạnh sườn đây ạ. À. Đấy, đai của nó chỉ bắt đầu từ đây thôi các chị mình nhá. Đấy, VIP22 kèm số điện thoại ạ. À. Cái này ạ. À, có cái váy đẹp. Bán chị cái đầy chị ạ. À. Nhiều lắm. Mai bảo nhân viên gọi điện chị lấy thêm VIP20 dồn đơn phải không? Ok. Mai báo nhân viên nhà em nhé chị nhá. Nhớ mã là được. Đấy, nhớ mã là của chị có mã 15 và mã 20. 15 và 20. 420.000 đồng. Em này xinh dã man luôn. 80 cân các chị cứ lên đơn em này. Không đẹp không phải trả tiền. Đấy, không đẹp không xinh không phải trả tiền. Nhà em toàn váy đẹp chứ có váy xấu đâu chị. Nhà em toàn váy đẹp chứ có váy xấu đâu. Mà các chị lại cứ bảo là có váy đẹp không bán cho chị cái. Đây con này cũng xinh quá nhưng mà lại cũng chả còn. Đấy, con này là con 20. Con 21 đây. Đây, có con này là con 21 này cũng xinh này. Nhưng mỗi tội là con này thì bây giờ không có size bé nữa đâu. Con này là hết sạch size bé rồi. Hôm nay em bị bù hàng để giả nợ size bé mà còn không còn đây này. Chất nó giãn, nó mát, nó sướng lắm chị ơi. Đấy nhá. Con này 420 ạ. Đai của nó cũng xinh như này. Con này là mã 21. Nhưng mà bây giờ con này thì size bé em không còn. Tương đương với tầm khoảng 50. 50 mấy nhở, 56 cân. Và đến khoảng tầm 70 cân, 75 cân thì còn. 75 cân, 56 đến 75 còn size bé thì không chốt đơn nữa nhá. Con này thì em không bù được size bé nữa đâu. Chiều nay em đã bị nợ không có hàng rồi. Đấy, size bé em đã bị nợ không có hàng. Mã hàng cho em con này là VIP 21. Em này là VIP 21, con này cũng xinh lắm. Xinh ơi là xinh luôn. Mã hàng kèm số điện thoại là VIP 21. Đấy. VIP 21 ạ. À. Có cái váy dáng suông không chị ơi, mặc con này cho em. Đấy, mặc con này cho em. Lên áo đi à Hà Đỗ ơi. Lên áo chờ chị tí thôi. Đấy, cứ từ từ. VIP 21 ạ. À. Xinh lắm chị ơi, 420 ạ. À. Không phải lo đến chất cho em, quan trọng là cái kiểu cách này, cái giá tiền các chị ok là được. Còn nhận được hàng những cái chất này các chị không không ưng nữa thì không 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 mặc được cái gì. Đấy, các chị không ưng nữa, không mặc được chiếc nào ưng nữa luôn. Con này lên mã VIP 21 nhá. Dáng của nó là dáng A, 420.000 đồng ạ. À. Vẫn là túi hai bên và có đai liền ạ. À. Chất thì vẫn đanh, vẫn mịn và vẫn mát, vẫn sướng như vậy. Ok không ạ? À? Đi làm hay đi chơi đều đẹp hết. VIP 21 chị mặc vừa không? Chị Lý ơi, à, vừa đấy. Nhưng à, bây giờ 57 thôi có cân đúng không? Hình như chị 58 đúng không? 58 thì còn đấy. Nhưng mà size bé hơn thì không. Chị 58 hay 56 ấy nhỉ? Em nhớ mang máng. Đẹp lắm chị ạ. À. Sang lắm. Quan trọng là cái chất của nó sướng nữa. Đấy. Cái chất thì đồng nghĩa với cả form. VIP 21.
kèm số điện thoại. Con này thì em không có nhiều nữa đâu. Đấy, lẻ sai rồi. Hôm nay em báo bù hàng mà không còn nữa ấy ạ. Không còn để bù nữa ấy. Chiều nay em đã báo mấy đơn không có, sai rồi. Đẹp không ạ? Không bao giờ han gì được những vụ kiện này luôn, nó liền luôn. Đấy, cổ nó đẹp như này. Các chị đặt sớm hộ em nhá. Mã hàng là VIP 21 ạ. Chị Vân Nguyễn bao nhiêu cân này chị ơi? À 56 em ơi, em sợ hơi rộng. Hơi rộng chị ạ. Đấy, hôm qua thì còn, hôm nay thì không còn. Vừa về từ hôm qua nó chẳng bù được nữa. Đẹp đó. VIP 21 kèm số điện thoại. Các chị bao nhiêu cân thì các chị lên mã hàng, lên cân nặng cho em. Mã hàng kèm cân nặng VIP 21. Xinh thế à? 48 cân hết hàng chị ơi, 48 cân cũng còn nhá, không còn ạ. À, em không nhận được đơn size nhỏ ạ. À. Đấy, những chị size to hơn ạ, à, tầm khoảng 70 78 cân đổ lại thì cứ lên đơn con này đi ạ. À. Đấy, size to. Không, con này từ 58 59 cân trở lên thì ok đấy chị ạ. À. 58. 8 59 cân. Size L hết L, chị chả có cái L nào nữa, không có cái L nào. Em còn đang phải mặc size rộng đây này, em kẹp vào đây này. Đấy, đã bảo là lấy cả size mẫu đi rồi. Không còn cái L nào, đến cái L mẫu mà còn phải đóng hàng đi luôn. Vừa hàng em vừa về từ hôm qua, hôm nay em không bù được luôn. Nó đẹp dã man luôn. Đấy, từ hôm qua đến hôm nay ở ngoài nó đẹp hơn. Tại vì là lên like thì những cái ô nhí này các chị mình cảm giác như là nó hơi bị nhạt, nó hơi bị nhòa. Đấy, nhưng mà ở ngoài nó đẹp. Khóa kéo ở đây chị ơi. Khóa kéo ở hông chứ không phải khóa kéo ở đằng sau lưng ạ. À. Khóa kéo ở cạnh hông và túi hai bên cho em. Ui chị 52 cân hết hàng. Chị 52 cân thì không còn đâu ạ. Chị ạ. 52 cân chọn con khác đi, con này không còn đâu ạ, nhá. Hoặc là chờ đến bao giờ nhỡ đâu có về thì mà chắc em không bù nữa đâu. Em chạy mã một lần. Đấy, chọn con khác đi, chọn con 20 ấy, con 20 thì may ra còn. VIP 20 kèm số điện thoại cho à VIP 21 quên. Da hơi đen có váy nào hợp tư vấn em, cái hơi đen thì bôi kem vào cho trắng. Hơi đen thì bôi kem chống nắng dưỡng da nhầm chị vào nhà em vào cho nó trắng lên nhá. Còn đen thì không biết tư vấn cái kem cái gì nhở, không biết tư vấn cái màu váy nào đâu nhá. Váy đẹp là phải bôi lên kem lên, trang điểm lên cho xinh. Đầy kem đầy dưỡng nhà chị đẹp đấy thôi. VIP 21 ạ, nhớ mã hàng cho em nhá. Size bé là không còn đâu chị ạ. Size bé không còn cái L nào đâu. Em đã báo hết rồi. Xinh ơi là xinh luôn. Đây, em này cũng xinh. Em này thì chị nào nhá, chị nào mà béo bụng trên ý. Đấy, như hôm nay em có chị khách đến nhà ấy, chân thì bé, nhưng mà cái bụng này to này, cái thân ở trên to ấy. Mặc em này rất là đẹp luôn, mặc kiểu người thấp thấp vừa vừa ấy. Con này đẹp lắm, hợp lắm luôn. Đấy, chị nào mà béo béo vùng bụng này, những con này cũng đẹp. Liền ạ, à, con này em tặng các chị có 39 thôi. Con này là VIP 11. Đấy, VIP 11. Đây ạ, VIP 11. Đây là VIP 11, VIP 7. À VIP 9. Đấy, tay em cầm là VIP 9, còn em đang cầm là VIP 11. Dáng của nó sẽ là dáng liền. Size này đến 70 cân. Không ạ, tất cả những dòng Quảng Châu chỉ có khóa ở cạnh sườn. Chị nhá, tất cả những mã này, một là khóa ở cạnh sườn, hai nữa là không có khóa luôn. Không có khóa luôn chứ không có khóa đằng sau lưng ạ. Đây ạ, không có khóa sau lưng đâu chị nhá. Con nào có khóa thì sẽ là khóa cạnh sườn, còn không cần khóa nữa mình vẫn vào chui ra thoải mái. Chất của nó thoải mái luôn. Co giãn và dễ, gọi là dễ mặc cực kỳ luôn. Những dòng xịn sò như này các chị mình không phải nghĩ gì. Con này em Lan đang mặc trên người là VIP 11 ạ. Mặc vừa đẹp vừa sang ạ, áo của nó sẽ liền ạ. Đấy, nó may liền hết như này. VIP 21 75 cân. Có không? Có chứ. Chị Thành Lê 70-78 cân vừa, có 3XL thoải mái luôn. Chị Thành Lê nhá, con đấy đẹp luôn. 75-78 cân em Lan bao đẹp.
Đấy, những cái dòng đấy béo béo chút mình mặc nó rất là sang. Rồi ôi là rồi. Chị cứ chọn cái gì vừa đẹp vừa sang. Đây ạ. À, liền này. Thân đây ạ. À, tách ra nó như là set rời ấy. Dáng này thân ở dưới nó hơi A như này cho các chị đẹp nhà mình. Không bị lộ khuyết điểm ạ. À, bước đi bước lại vẫn thoải mái ạ. À, đấy mềm mát ạ. À, thoáng không bị nóng máy. Cái chị bảo là cái gì nhỉ? Em ơi mùa này nóng lắm, sợ nóng máy. Và chị yên tâm mà váy nhà em mặc mát máy lắm, không nóng máy đâu. Nóng mà trời này mà nóng gì cơ mà. Nóng cơ mà ẩm ấy. À, cái gì nhờ, cái gì máy nhờ. Mã hàng cho em con này là VIP 11 ạ. À, em đang mặc VIP 11 chị ơi. VIP 11 kèm số điện thoại. Đấy, VIP 11 kèm số điện thoại nhá. Con này thì đến 70 cân thoải mái đẹp nhá. 70 cân em đan bao đẹp luôn, giãn và có size, hàng chuẩn luôn, mình không phải nghĩ gì. Những con cao cấp ạ, à, em tặng các chị em nhà mình 390 000 đồng. Lên đơn mã hàng là VIP 11 kèm số điện thoại ạ. À, dáng của nó sẽ là hơi suông A này. Các chị mặc béo mình cũng dễ chịu. Đấy và sang nữa. Đấy, VIP 11 em đang mặc ạ. À, nó sẽ là màu đỏ đen này, ở ngoài sẽ có những cái ánh nhũ như này. Đấy, cổ của nó là cổ 2V nhá. Đấy, cổ 2V. Đấy, cái áo này nó liền sẵn rồi và tay của nó pha lưới như này. Cho chị xem lại VIP 21 à. Chờ em nửa phút nữa, em lên nốt mã này đấy nhá. Chờ em một tí. Con 21 đấy cũng đẹp. Không phải nghĩ gì luôn mà sang, mà quan trọng là mình mặc cái chất váy nó đẹp ấy, nó thoải mái là cái thứ nhất, thứ hai nó rất là đẹp và dễ chịu cho mình. Đấy. Con này thì hơi ngắn ngắn vừa vừa, form này cũng rất là dễ mặc. Chị nào thấp thấp hơn có thể chọn những mã này cũng đẹp. Dễ mặc ạ. À, ở ngoài thì đẹp hơn nhiều nhá chị nhá. Lên like nó không được nét, nó không được đẹp ấy ạ. À, VIP 21 57 cân được ạ. À, mã hàng kèm số điện thoại cho em. Nhớ cho em là chốt đúng mã kèm số điện thoại chuẩn nhé, em mới mới chốt đơn được. Đấy, và để ý cho em là những các chị vào sau like ấy, chụp lại mẫu inbox lại sang Messenger cho em. Chụp lại mẫu inbox lại hoặc là vào trang của em lấy số điện thoại gọi trực tiếp để đặt hàng thì nhanh hơn. Các chị mình nhá, nó không bị sót đơn ấy. Đấy. Không bị sót đơn. Con này VIP 7 này. Con này VIP 7 ạ. Đấy, màu nâu ạ, nâu đỏ như này. VIP 7 kèm số điện thoại ạ, hơi suông như này các chị mình nhá. Hơi suông. Túi hai bên ạ, bao sướng bao đẹp cho các chị đẹp nhà mình, suông ạ, béo này vừa vùng bụng này, che hết bụng luôn. Đấy. Chị mua VIP 11 rồi đẹp lắm, chị mua mẫu khác. Chị gửi ảnh cho em rồi đấy, rồi ok ạ. VIP 11 rồi đẹp đúng không? Chất nó sướng đúng không? Form nó đẹp đúng không? Chị Huệ đời, Huế đời hay Huệ đời gì đấy đúng không? Em cảm ơn các chị. Đấy, các chị đẹp là các chị bị nghiện nhà em luôn. Các chị đẹp là các chị bị nghiện. Con này lên cho em VIP 7. VIP 7 kèm số điện thoại ạ. 390.000 đồng. Đấy, mã hàng là VIP 7 các chị mình nhá. VIP 7 kèm số điện thoại ạ. Em chốt đơn cho các chị mình là từ bao nhiêu nhỉ? 70 cân đổ lại. Các chị lên đơn VIP 17 kèm số điện thoại kèm cân nặng. À, quên VIP. VIP. À quên. Cái gì nhỉ? VIP 7 VIP. À con này nhầm. VIP 9. Con này là VIP 9 nhá. Comment lại giúp em một tí. VIP 9 ạ. À, cổ 2V ạ. À, nó gần như. À nó giống cái con VIP 11 em vừa mặc xong ấy. Nó khác nhau cái tông màu. Con này là VIP 9 cho em. VIP 9 kèm số điện thoại 390 chị ơi. 390.000 đồng. Lên đúng mã hàng em nhận đơn. Đấy, 390 ạ. À, con này là mặc không bị lộ béo luôn và thoải mái lắm. Váy hồng canh mặc là 290 chị Vi Thao nhá. Con đấy là 290.000. 29. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại là gì nhỉ? VIP 9. Đấy, VIP 9 ạ, à, 390.000. Con này là dòng của Quảng Châu, không phải hàng Việt Nam đâu. Còn hàng Việt Nam em bán cho các chị mình tầm khoảng 350 đổ lại thôi.
Đấy là đắt 350. Rất là nhiều, còn có hơn 200 nghìn. Đấy, dòng Việt Nam thì giá nó sẽ ok hơn. Bởi vì là vừa chất liệu với cả là gì nhỉ? À, tiền vận chuyển ý. Đấy, thuế má cước các kiểu ấy nó cũng sẽ đỡ hơn. Là dòng của Quảng Châu. Quảng Châu thì chất này. À, rồi form, rồi thuế má, rồi tàu xe các kiểu luôn. Đấy. Về được đây thì những cái váy như này nó rất là cao rồi. Em bán giá này cũng cộng có tí ti thôi các chị mình yên tâm. Lên mã hàng là VIP 9 các chị mình nhá. Em qua mã luôn ạ. À. Vào sau ưng mẫu nào chụp lại mẫu cho em. VIP 9. VIP 9 kèm số điện thoại. VIP 9 và kèm số điện thoại cho em. Chị nào vừa nãy bảo em mặc con 20 hay là con 21 đi nhỉ? Chị nào bảo em mặc con 20 hay con 21? Đây. Chị nào vừa bảo em mặc lại 21 chị xem đây đúng không? Con này là VIP 21 đây. Con này thì không có size bé nữa rồi nhá. Đấy, các chị lưu ý là mà 57 58 cân trở lên chốt cho em VIP 20 57 58 đến tầm 6 7 68 70 cân. Đây, con này là con 21. Đấy, chị nào bảo em mặc lại 21 thì nhìn nhanh hộ em tí nhá. Tại vì là con này em vừa mặc nãy rồi. Đấy, VIP 21 ạ, à, 420.000 đồng ạ. À. Dáng của nó A như thế này. Và chất liệu vải thì nó có dán 4 chiều bao mát cho mình. Bao sang cho mình luôn. Bao mát bao sang ạ. À. Con này là 420.000 đồng, mã hàng VIP 21. Đây, 21 của chị đẹp đây. Đấy, VIP 21 ạ. À. VIP 21. Quay sau chị xem, em đang kẹp vào đấy chờ em tí. Em đang mặc bị rộng mà con này hết size bé rồi. Đây, em bỏ ra. Đây ạ. Các chị mặc vừa nó sẽ như này hoặc em mặc vừa nó sẽ như này. Nhưng mà em đang mặc rộng. Đấy, hết size. Hết size bé. Mã hàng đây, em bỏ ra đây không rộng lắm. Nói chung là cũng không rộng lắm đây, nó xua xua em không kẹp. Dạo này không lên áo dài em lười đấy chị ạ. Em lười đấy, em có đầy áo dài đấy, nhưng mà cứ bảo là lên là nhiều lúc là bán ra áo dài nó kén ấy. Kiểu như là ít người có nhu cầu ấy, là có thể một like chỉ bán được khoảng vài khoảng chục hai chục cái áo dài ví dụ như thế, nhưng mà em bị lười à, cứ thích bán váy mới bán áo thôi, thì là các chị có nhu cầu nhiều hơn, nó vào đúng cái ngày lễ gì ấy, thì em like suốt luôn. Nó ví dụ là nó sắp đến mùng 8 tháng 3 hoặc là nó sắp đến 20 tháng 11 đấy đấy thì em lại like suốt áo dài được, nhưng bây giờ nó không vào cái ngày lễ gì thành ra là em lười. Em lười đây các chị mình ơi, xinh không? Chất đẹp 21 nhá. Mã hàng VIP 21 kèm số điện thoại. 300 à 420.000. 420 ạ. Đấy, bao nhiêu cân thì mình cứ lên cho em tầm 57 cân trở lên đi. Chứ bây giờ dưới 57 cân là bị rộng. Không còn size. Đấy, em đang kẹp vào đây. Em mặc không vừa mà nó còn đẹp như này. Chất thì mình em đảm bảo với các chị mình là phê luôn. Một màu thôi chị ơi, một màu duy nhất. Đấy, em qua mã luôn nhá. Đai của nó là đai liền như này ạ. Khóa kéo giọt lệ ở cạnh sườn đây ạ. Sẽ là túi hai bên ạ. Đấy, 75 78 cân ok em lan bao đẹp ạ. Rồi ok ạ. Ok em chốt đơn chị Thành Lê. Xịn lắm chị ơi, con 20 cũng xinh. Đấy, chất nó giãn, nó đanh, mình có béo thì mình mặc cũng rất là sang và nó không bị khó chịu. Đấy, nó giãn đây và hàng có size nhá, không phải hàng không size ạ. Nó giãn nhưng chất nó dày, nó mát cơ, nó đanh cơ ạ. Đấy, mình yên tâm. Em qua luôn mã nhá. Con này size tầm 57 cân trở lên thì còn size. Size bé hôm nay đã có mấy chị bị không có rồi. Hôm nay có mấy chị chốt con này không còn. Đấy. Chốt đơn các chị cứ lên đúng mã cho em. Đúng mã hàng thì em nhận đơn. Chị nào cần xem gì thì comment cho em đi để em tư vấn ạ. Con VIP 20 gần giống cũng xinh.
Em đang bao nhiêu cân? Bây giờ em đang 50 cân. Bây giờ đang còn 50 cân chị. Dạo này gầy hơn rồi. Dạo này mi nhon hơn rồi. Hôm nọ các chị vào like toàn chê em bảo dạo này phúc hậu thế. Cứ chê em bảo là dạo này phúc hậu thế đúng không? Em giảm cân đi rồi. Đấy, giảm được 3 cân rồi. Hôm nọ là em 54 đấy. Gần 54 ấy. Bây giờ phải hơn 3 cân. Hôm nọ được 15 ngày em đã xuống 3 cân. Bây giờ thì phải hơn 3 cân rồi. Toàn mỡ thôi. Giảm mỡ nhiều. Đấy, cái chị lúc trước là cứ vào thì là Tết xong ấy, em béo em chưa kịp giảm cân ấy. Cái chị bảo là em Lan dạo này phúc hậu thế. Ăn hết chỗ bánh chưng rồi thịt mỡ dưa hành là béo lên luôn. Đấy. Con này là VIP 1 chị ơi, con này thì 60 cân. Con này thì từ 45 cân. Em này thì từ 45 cân đến khoảng 45 cân và đến 60 cân, 61 cân em bao đẹp. 60 61 cân. Đấy, 60 61 ạ, à. Em này trẻ mặc được trung mặc xinh ạ. À. Trẻ mặc được và trung mặc xinh ạ. À. Cái này cái váy vừa cởi ra là VIP 21 420. Chị Ngọc Mai nhá. Cái mã vừa xong em vừa thay ra này là 420.000 đồng. Chị gì nhở? Chị Ngọc Lê ơi, chị vừa chốt con đấy á, chị nếu mà chị thích chị sang cái con 22 của em cũng đẹp lắm. Đấy. Có size to không? Không ạ. À chị Thành Lê ơi, chốt cái con 22 của em ấy sang lắm. Con 22 cũng đẹp mà có size to của chị. Con này thì em chỉ đến 60 61 thôi. Con này 60 61 310. 60 61 cân 310.000 đồng. Đây, em vừa cởi ra đây đúng không? Chị gì vừa hỏi em là cái vừa cởi ra là cái này. Cái này là mã VIP 20 VIP 21 chị mình nhá. VIP 21 là 420 nhá. Đấy. Chị có xem cái con 22 của em chưa? Cái con 22 này cũng có size 70 cân đẹp đấy. Cái này đẹp lắm. Đây chị này. Con này cũng có size 3XL. Đẹp và sang ơi là sang luôn. Đấy con này sang lắm. Con này là VIP 22. Cũng 420. Con em đang mặc là VIP 1 chị ơi. Con em đang mặc thì là VIP 1 ạ. À. Đấy. VIP 1. Con này 60 61 rồi ạ. 60 61 cân đổi lại các chị mình mặc vừa. Đấy co giãn chị ơi, co giãn 4 chiều ạ. Và hàng có size ạ. À. Trẻ mặc được trung mặc xinh ạ. À. Màu đen có cả màu đỏ ạ. À. Có cả màu đỏ đô. Đấy. Có cả màu đỏ đô sáng các chị mình nhá. Lên like tông này cũng bị tươi rồi. Em này em cũng bán báo gọi là bão đơn luôn. Kéo khóa đằng sau lưng ạ. À. Xem mà thèm à. Có màu khác đây chị ơi, màu đỏ đô sáng ạ. À. Hai màu ạ. À. Con này thì 310.000 đồng. Đấy, 45 cân và đến 60 61 cân em nhận đơn. Mã hàng cho em Lan là VIP 1 kèm số điện thoại. Đấy, VIP 1 và kèm số điện thoại ạ. À. Trẻ mặc được trung mặc xinh ạ. À. Đấy, chị Việt Việt Bắc Nguyễn em chào chị nhá. Vào muộn thế chị ơi. Vào muộn thế. Các chị chốt mã này lên mã hàng VIP 1 kèm số điện thoại kèm màu đen ạ. À. Kẹo giảm cân của Việt Nam mà mình vâng ạ, hàng của Việt Nam. An toàn hiệu quả lắm chị ơi. Mà em thấy giảm đi, em thấy thích lắm thật. Em muốn mời các chị, tất cả mọi người đều giảm cân. Nhẹ nhàng, đơn giản. Em thấy nó quá đơn giản luôn. Nếu mà để mà giảm được 4 cân thịt, 4 cân mỡ như em á, em chả có thời gian để tập đâu ấy. Thật ấy, để mà đi tập, để mà giảm được 4 cân thịt là em không có. Đấy, các chị biết không? Từ 4 giờ, à gì à? Đấy, em làm là từ, bắt đầu từ, có hôm được ngủ đến 7 giờ sáng. Có hôm đâu thì ngủ thì là đến 6 giờ sáng thôi. Là dậy, là bắt đầu vệ sinh cá nhân các kiểu kiểu. Thế là chốt đơn hàng họ mà dậy cũng chỉ là còn vẫn phải cầm điện thoại để nhắn tin rồi khách hàng. Đến lên đây bán hàng luôn đến rồi đơn từ hàng họ nhá. Trên này đến tận trưa cũng không ăn cơm đâu. Đấy. Cứ uống nước mới ăn khoai mới ăn quả linh tinh. Xong rồi là xuống nhà 7 giờ tối xong lại lên đây bán hàng 12 giờ đêm. Không có thời gian tập luyện. Đấy, em giảm cân mà em vẫn làm việc bình thường.
Có dáng A không á? Không, con này là gì nhỉ? Dáng dáng này là dáng xòe A rồi còn gì chị? Dáng xòe A như này rồi còn gì? Nó dễ mặc chứ. Dáng xòe A VIP 1 nhá chị nhá. 320.000. Em vừa mới giảm xong, em vừa mới gầy đi được 4 gần 4 cân đấy chị, 3 cân mấy ấy. Đây. Nhìn em đỡ hẳn đi luôn rồi còn gì? Không, hôm nọ em không mặc được size này đâu. Đây màu đỏ đô thôi chị ạ, chỉ có màu đỏ đô với màu đen. Lên like bị tươi đấy, đỏ 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 tươi đậm. Đô đậm. Đây, lên like nó bị tươi hơn. Lên like nó bị tươi hơn ở bên ngoài một chút. Bên ngoài đẹp. VIP 1 kèm số điện thoại cho em 310. Bao nhiêu cân các chị mình comment mã VIP 1 kèm màu kèm số điện thoại của em. VIP 1 kèm màu kèm số điện thoại 310.000 đồng các chị mình nhá. Hàng co giãn, hàng thiết kế ạ. Trẻ trung và đẹp ạ. Đấy, lên like bị tươi hơn ở bên ngoài mất 2 đến 3 tông. Nếu mà tông màu đỏ ấy ạ. 2 đến 3 tông. Mã hàng là VIP 1 cho em. Kèm số điện thoại. Chị nào ưng mã này comment hộ em là VIP 1 nhá. VIP 1 kèm số điện thoại ạ. À, size cho các chị mình là tầm khoảng 45 đến 61 cân. Giảm cân bao nhiêu một liệu trình ạ? 500 một hộp 15 viên ạ. Ăn 15 ngày ạ. Chị nào giảm ít nhất thì xuống 2 cân một hộp. Chị nào giảm nhiều nữa thì tầm 4 cân một hộp 15 ngày. Đấy, đây ạ. Kẹo giảm cân ạ. Chị nào xuống ạ, mỗi một sáng các chị ăn cho em một viên này thôi. Nó bé tí thì ti như này thôi. Ngọt, thơm, dễ ăn. Đấy, 15 ngày. Chị nào mà giảm giảm nhiều là 4 cân một hộp 15 ngày. Chị nào mà giảm ít thì là sẽ là 2 cân. Như em Lan thì cũng ăn mới ăn có một hộp này thôi. Đấy, 15 ngày. Chị nào giảm nhiều nữa thì lấy cho em 2 hộp. Chị nào thích giảm nữa thì lấy 3 hộp. Là một 45 ngày. 45 ngày chị nào mà giảm nhiều là xuống gần cả Yến luôn. Chị nào mà 45 ngày xuống cả Yến luôn ấy. Nếu mà mỡ lỏng và nhiều mỡ là phải xuống cả Yến. Nhẹ nhàng và hiệu quả lắm. Xuống là nó sẽ xuống đều. Từ tay này, bụng này. Đấy, mỡ đùi. Nhưng mà đặc biệt là ngực, vòng 1 của các chị không bị giảm. Rất là thích luôn. Đấy, em cũng kẹo em ăn này hôm nay là được 18, 19 ngày. Có đau dạ dày không ạ? Sao lại đau dạ dày? Chị bị đau dạ dày á? Nếu mà chị các chị bị dạ dày thì các chị ăn sáng xong các chị ăn cho em. Còn chị nào không bị dạ dày thì không cần phải ăn. Đấy, sáng ra là dùng được. Như em thì sáng ra em dùng luôn. Đấy, cả ngày em chẳng ăn uống gì mấy đâu. Vài miếng thịt luộc, vài miếng rau luộc, hoặc là một hai cái quả gì đấy, hoặc là nước. Đại đa số là nước em uống suốt. Nước thì một ngày chắc phải tầm 2 lít rưỡi, 3 lít nước. Da đẹp hơn ạ. Dáng đẹp, da đẹp luôn chị nhá. Không ảnh hưởng đến da. Hàng của Việt Nam ạ. An toàn ạ, hiệu quả ạ. 500 một hộp 15 viên. Mỗi một sáng ăn một viên thôi nhá. Qua có chị nào mà ăn một sáng một viên, không tối ăn một viên không biết được ấy. Quá liều đấy, không cần phải nhiều như thế đâu. Một viên một ngày duy nhất thôi. Nhẹ nhàng lắm, ai cũng giảm luôn ạ. Bị dạ dày quên ăn ăn tí bún hoặc tí xôi không các chị ăn. Đấy, ăn sáng xong. Không ạ. Đại loại là nó không có cảm giác cho mình thèm ăn. Và nó đây sẽ là gì ạ? À? Ăn nó kiểu như đào thải mỡ. Nó đánh lỏng mỡ xong rồi là mình uống nước nhiều thì nó đào thải mỡ qua đường nước tiểu. Mình đi tiểu nhiều thì nó đào thải mỡ ra. Đấy. Chứ không bị phải là như kiểu là gì nhở? Không phải là các chị kiểu như là bị đi ngoài đâu nhá. Như những dòng giảm cân khác mà có những loại là các chị đi ngoài thì nó bị mất nước. Đấy thì nó giảm cân, nhưng mà bên cái kẹo bên em thì không có chị nào bị đi ngoài. Đấy, chỉ có uống nhiều nước, mình đi vệ sinh kiểu như là đi tiểu thôi. Đúng, đi tiểu nhiều là đúng, nhưng đi vệ sinh bị đi ngoài là không. Rất là nhẹ nhàng, em thấy chẳng bị ảnh hưởng gì. Đẹp dáng hơn mà da em vẫn đẹp bình thường. Đấy. Nó không phải là bị đi ngoài để mình mất nước đâu. Mất nước thì đến lúc mình nghỉ thì nó tăng cân nhanh. Nó lại tăng cân, nhưng mà đây là nó đào thải mỡ trực tiếp. Đấy, mình ăn vào thì là những cái này, các chị để ý là những cái vùng mỡ, là mỡ ở bụng, mỡ ở tay, mỡ ở đùi. Đùi thì sẽ giảm khó hơn một tí, tay cũng giảm ít hơn, nhưng mà đặc biệt là bụng.
bụng xuống nhanh cực kỳ luôn, bụng em phải xuống được hơn 5 phân, hơn 5 phân bụng luôn. Không ạ, không có ạ, váy như này không có ạ. Con này VIP 1 ạ, chị Cúc Tím ạ, ok. Bao nhiêu cân hả chị ơi? Chị Cúc Tím là bao nhiêu cân? 310 chị ạ. 310.000 đồng. VIP 1 kèm số điện thoại hộ em. Đấy, em qua mã luôn màu đỏ ạ. VIP 1 kèm số điện thoại em nhận đơn. Đấy. 47 cân đẹp chị ạ. Chị thích màu đen hay màu đỏ? Con này cũng xinh này. Con này cũng xinh ơi là xinh luôn. Con này thì từ 40 cân trở lên. Hai màu là màu đen với màu đỏ. Con này đẹp dã man luôn, trẻ trung và đẹp. Đấy, trẻ trung đẹp, chất vải co giãn. Em tặng má này các chị 29. 290.000 đồng. Hai màu ạ, màu đen và màu đỏ đô. Dáng body ạ, co giãn ạ, bao đẹp luôn. Đấy, bao đẹp, bao sang, bao xịn cho các chị em nhà mình. Trẻ trung đều mặc đẹp hết. Hàng em có đồng kiểm chứ. Quan trọng là chị có thích không thôi. Quan trọng là chị có nhiệt tình đặt hàng không thôi. Còn hàng thì em bao kiểm tra hàng. Hàng đẹp ạ, chuẩn ạ. Các chị mua lần này, lần sau ngày nào nhà em đứng ở đây nhá. Các chị chia sẻ like về trang cá nhân, bấm theo dõi em đi ạ. Bấm theo dõi like giúp em. Bây giờ thì em không giữ được like lâu. Đấy, em có nghĩa là live stream không tầm 1 ngày đến 1 ngày hôm sau là em phải xóa like. Nhưng hôm trước thì em để suốt được. Bởi vì Facebook bây giờ nó đang quét tương tác. Em càng để lâu thì là quét lại chặn, bị em lại bị chặn Facebook như nọ ấy. Em bị chặn like luôn ấy. Các chị lại tìm em loạn lên. Con này đẹp lắm chị ạ. Con này thì từ 40 cân đến 57, 58 cân em bao đẹp. 40 cân đến 57, 58 cân. Vâng ạ. Đẹp lắm chị ơi, con này cũng xinh. Nhưng con này thì nó điệu hơn con kia của chị một tí. Con kia thì điệu kiểu là điệu kín. Con này thì điệu kiểu như là hơi trẻ trẻ chút. Đấy, con này thì từ 40, 58 cân thôi. 40, 58 cân. Thì các chị chốt cho em con này VIP 4. Chốt cho em con này VIP 4 nhá. VIP 4 kèm số điện thoại em nhận đơn. Màu đen và màu đỏ đô ạ. Màu đen và màu đỏ đô. VIP 4. 40 cân đến 58 cân các chị mặc đẹp. Con này xinh ơi là xinh luôn. Xinh lắm mà sang. Đấy, VIP 4. VIP 4. Đen và VIP 4 đỏ. Lên like các chị cứ trừ hao đi. Có nghĩa là tông ở ngoài mà nó lên like mà bị tươi ấy là ở ngoài nó sẽ trầm hơn tầm 2 đến 3 tông đối với màu đỏ. Đấy, tầm 3 tông là đối với màu đỏ. Còn màu đen thì nó vẫn là chuẩn rồi. Đấy. Màu đen thì nó vẫn là chuẩn đen ạ. Dáng body ạ. Con này VIP 4 ạ. Size từ 40 cân và đến tầm 58 cân em nhận đơn. 40 cân đến 58 cân. Các chị chốt mã này cho em là VIP 4 nhá. Dòng body ạ. Chất liệu có co giãn chị ơi. Có co giãn như này. Đẹp quá đúng không ạ? Form này nó hơi bé, có nghĩa là XL cũng chỉ đến tầm 57, 58 cân thôi. Chị nào gọn đến 58 cân không thì chốt đến 57. Đấy, chốt đến 57. VIP 4 nhá, kéo khóa đằng sau lưng ạ. Chất vải thì co giãn 4 chiều cho các chị em nhà mình. Đấy, mã hàng cho em là VIP 4. VIP 4 kèm số điện thoại ạ, 290.000 đồng. Đấy, 290 ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em, lên nốt màu tông màu đỏ các chị xem nhá. Lên nốt tông màu đỏ ạ. Đẹp lắm, xinh ơi là xinh luôn. Các chị ưng mẫu nào chụp lại mẫu cho em được. Các chị vào sau ưng mẫu nào chụp lại mẫu inbox cho em. Con này có 29 thôi. Tặng các chị em nhà mình mỗi chị cái cho giá gọi là hữu nghị luôn. Đây. Đỏ cũng đẹp.
tay này nó rất là thoải mái luôn. Tay chấm bi pha phối. Đấy, chấm bi nhỏ này. Co giãn ạ. Con này cho em là vip 4 và kèm màu đỏ các chị mình nhá. Vip 4 kèm màu đỏ ạ. Em tặng các chị giá là 290.000 đồng. Lên mã hàng vip 4 không có nhà ai bán được cái giá đấy luôn, cái chất liệu này luôn. Các chị nhá. Chất liệu này thì không ai bán cho các chị được luôn. Đấy. Form chất em đang bao đẹp luôn. Form và chất đều bao đẹp. Co giãn 4 chiều thoải mái. Form mỗi tội là form hơi bé thôi. MLX thì tương đương với là MLX thì tương đương với SML. Tương đương với SML. Vào sau các chị ưng mẫu nào các chị chụp lại mẫu giúp em. Đấy, các chị nào hôm nay mới nhìn thấy nhà em ý ạ, bấm kết bạn và theo dõi nhà em các chị nhá. Bấm theo dõi nhà em ạ. Ưng mẫu nào thì các chị mình ủng hộ em. Toàn hàng em bao xịn sò cho các chị đẹp nhà mình rồi. Mã hàng các chị chốt cho em là VIP 4 nhá. VIP 4 kèm số điện thoại ạ. Đấy. Ủa em nghỉ đây các chị nhá. Em đi nghỉ đây. Ủa hôm nay bán hăng say thế nhở. Tại vì thấy các chị ủng hộ quá cơ này là ra em cứ bị em cứ bị cuốn. Em cũng mệt đấy. Tại vì like em cũng like cả trưa nữa. Đấy. Chốt đơn thì các chị cứ lên đúng mã hàng cho em, vào trước vào sau cứ lên đơn đúng mã là em nhận đơn. Em nghỉ nhá các chị mình nhá. Em nghỉ đây ạ. Mai gặp lại các chị sau. Ôi, bye bye tất cả các chị đẹp. Bye bye các chị nhá. Đây ạ, bye bye các chị. Chúc tất cả các chị ngủ ngon ạ.